Thần Vương xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Phàm. Tập 27. Những người tu hành kia bắt đầu bàn tán, chẳng lẽ đây là cao thủ ngã xuống ở chiến trường cổ năm đó? Đã hơn vạn năm kể từ trận đại chiến kia, nhưng thi thể này lại có thể bảo trì hoàn hảo như vậy, không biết tu vi của vị cao thủ này khủng bố đến mức nào? Không lẽ là tiên nhân trong truyền thuyết? Nhìn kìa, hình như ngực ông ta có gì đó. Đột nhiên có người chỉ vào vị trí ngực của người đàn ông kia, hình như chỗ ngực có để một quyển sách cổ. Chắc chắn đó là công pháp tu luyện của vị cao thủ này, nếu có được nó, có khi có thể một bước lên trời. Dứt lời, những người tu hành ở đây đều nhìn chằm chằm vị cao thủ kia, đều muốn có được công pháp tu luyện này. Đối với người tu hành, một bộ công pháp tu hành đủ để quyết định giới hạn cao nhất của tương lai. Có một bộ công pháp cường đại không chỉ tu luyện nhanh hơn những người khác, tiềm lực cũng càng cao, thậm chí còn có cơ hội thành tiên. Lập tức có người đầu óc nóng lên, không màng ngọn lửa trong thung lũng, nhảy vào trong đó. Nhưng người tu hành này vừa mới bước vào đã bị ngọn lửa kia đốt thành cho bụi. Ngay lập tức đám người tu hành kia nghiêm mặt, lùi về sau mấy bước. Bọn họ kiêng kỵ nhìn ngọn lửa, hiển nhiên bọn họ không ngờ ngọn lửa bình thường này lại mạnh như vậy, có thể đốt sạch một kim đan trong nháy mắt. Nhưng ngọn lửa này cũng không thể ngăn cản quyết tâm muốn mạnh hơn của những người tu hành này, bọn họ bắt đầu thi triển tuyệt kỹ, muốn chống đỡ ngọn lửa bước vào thung lũng, nhưng tất cả đều thất bại, mạng lớn kịp thời chạy ra, còn lại trực tiếp bị đốt chết. Sau khi hy sinh hơn 10 vị tu hành, bao gồm nguyên anh cảnh, thậm chí phân thần cảnh, cuối cùng đám người tu hành kia cũng không dám bước vào trong thung lũng, đành phải không cam lòng đứng nhìn. Ngọn lửa này rất mạnh, để bổn hoàng thử xem. Lúc này nữ hoàng băng tuyết đi đến, bước vào trong thung lũng, làm mọi người giật mình. Người đẹp này điên rồi hả? Hai, người đẹp sắp hương tiêu ngọc vẫn rồi. Đám người tu hành thở dài, nhưng rất nhanh bọn họ đều giật mình, chỉ thấy trên người nữ hoàng băng tuyết tản ra khí hàn băng vô tận, đóng băng ngọn lửa. Băng hỏa tương khắc, lực lượng hàn băng thật mạnh. Mọi người kinh ngạc cảm thán. Nữ hoàng băng tuyết mượn dùng khí hàn băng đi vào thung lũng. Chỉ cách thi thể của vị cao thủ kia mấy thước. Nhưng mấy thước này lại ngăn cản nữ hoàng băng tuyết, bởi vì càng đến gần thi thể, uy lực của ngọn lửa càng mạnh, ngay cả khí hàn băng cũng khó có thể đóng băng ngọn lửa, thậm chí hàn băng bắt đầu bị ngọn lửa hòa tan. Ngọn lửa bùng lên, ép nữ hoàng băng tuyết phải rời khỏi thung lũng. Mặc dù nữ hoàng băng tuyết thất bại, nhưng biểu hiện của cô ta lại làm mọi người chấn động. Hình như ngọn lửa kia phát ra từ thi thể, càng đến gần uy lực càng mạnh. Nữ hoàng băng tuyết nói với Diệp Phàm. Anh Tiểu Phàm, muốn thử không? Đường Sở Sở nói. Anh ta, ngay cả bổn hoàng mượn dùng lực lượng hàn băng cũng không thể ngăn cản ngọn lửa, nếu anh ta đi vào, chẳng phải bị đốt thành tro. Nữ hoàng băng tuyết lắc đầu nói. Sao, xem thường tôi? Diệp Phàm sờ mũi, nói. Bổn hoàng không xem thường ngươi, ngươi đừng xúc động. Nữ hoàng băng tuyết thấy Diệp Phàm có ý định thử, vội vàng khuyên bảo. Yên tâm, tôi sẽ không tìm đường chết. Diệp Phàm lắc đầu, đi vào trong thung lũng. Giây tiếp theo, Diệp Phàm đi vào bên trong, ngọn lửa cực nóng kia ập vào người hắn, mang theo hơi thở hủy diệt. Diệp Phàm lập tức vận chuyển công pháp chống đỡ ngọn lửa, đồng thời long cốt trong cơ thể cũng lóe lên chặn lại ngọn lửa. Diệp Phàm bước từng bước vào trong thung lũng, ngọn lửa kia bao phủ lấy hắn, không ngừng đốt cháy hắn nhưng lại chưa thành công, ngược lại thân thể hắn được rèn luyện, càng ngày càng mạnh. Đám người tu hành người cốc thấy vậy đều vô cùng chấn động. Bọn họ không ngờ lại có người chỉ dựa vào thân thể cũng có thể ngăn cản ngọn lửa, quá mạnh. Tiêu phí công sức, dựa vào long cốt cường hãn, cuối cùng Diệp Phàm cũng đi đến vị trí của nữ hoàng băng tuyết. Lúc này ngọn lửa xung quanh Diệp Phàm càng ngày càng mạnh, mạnh đến mức làm hắn hít thở không thông, muốn hủy diệt hắn. Diệp Phàm cắn răng, thúc giục toàn lực, bước từng bước đến gần, ngọn lửa kia tiếp tục bùng cháy dữ dội. Muốn cắn nuốt Diệp Phàm. Lúc này bên ngoài khâu cốc, vẻ mặt của Đường Sở Sở và nữ hoàng băng tuyết thay đổi, họ định lao vào trong nhưng khi đến lối vào khâu cốc thì dừng lại. Chỉ thấy ngọn lửa đang nhắm về Diệp Phàm đột nhiên lao vào trong cơ thể hắn, bị hắn nuốt chừng. Mà thứ cắn nuốt ngọn lửa này là viên kim đan trong cơ thể Diệp Phàm. Giờ phút này, viên kim đan lại lần nữa bộc lộ uy lực, nó điên cuồng cắn nuốt ngọn lửa, khiến Diệp Phàm lao thẳng tới trước mặt thi thể của vị cường giả kia. Hắn vậy mà. Những tu hành giả bên ngoài khâu cốc giật mình khi thấy Diệp Phàm đi đến trước mặt vị cường giả đó. Giờ đây, tất cả ngọn lửa trong khâu cốc đều bị Diệp Phàm nuốt chửng,
một ánh sáng đỏ thẫm từ trong bụng vị cường giả bắn ra cũng lao vào trong cơ thể Diệp Phàm, lơ lửng trong đan điền của hắn. Mà ánh sáng này là một ngọn lửa màu đỏ thẫm, có kích thước bằng ngón tay cái. Uy lực của ngọn lửa này cực kỳ khủng bố, khiến tim Diệp Phàm đập nhanh liên hồi, nhưng ngọn lửa này không hề có ý hại tới Diệp Phàm. Sau khi thấy ngọn lửa không có nguy hiểm gì, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn về vị cường giả trước mặt, đầu tiên hắn hành lễ, sau đó lấy cuốn sách từ trong ngực người này ra. Toàn bộ quyển sách này đã ố vàng, hiển nhiên đã trải qua thời gian rất dài, trên đó viết hai chữ lớn, phần quyết. Thằng nhóc, giao quyển công pháp đó ra đây. Đột nhiên, một cường giả nguyên anh cảnh từ bên ngoài khâu cốc vọt vào, lao về phía Diệp Phàm. Rõ ràng là ông ta muốn nhân cơ hội cướp lấy quyển công pháp này, sau khi ông ta ra tay, những người khác ở bên ngoài khâu cốc cũng dồn dập lao về phía Diệp Phàm, tất cả đều muốn ngư ông đắc lợi. Cút! Diệp Phàm còn chưa kịp ra tay, nữ hoàng băng tuyết đã đánh ra một trường, đánh bay tất cả những người này. Những người này nếu không phải chết ngay lập tức, thì là ngã xuống đất hộc máu. Vừa rồi thì không có gan vào, hiện tại người nào người nấy đều trở nên có năng lực hẳn. Các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Nữ hoàng băng tuyết nhìn những tu hành giả này lạnh lùng quát. Công pháp này ai cũng có thể lấy. Lúc này, một cường giả không cam lòng hét lên. Ai cũng có thể lấy, vậy cũng phải xem ngươi có năng lực đó hay không. Nữ hoàng băng tuyết tung ra một trường, trực tiếp đánh cho tên cường giả này thành bột phấn. Hôm nay bổn hoàng muốn xem ai dám ra tay. Giờ phút này, nữ hoàng băng tuyết lạnh băng quát. Cả người toát ra uy áp nữ hoàng vô thượng. Cô nương, việc gì phải tức giận như thế? Ngay sau đó, một giọng nói vang lên, Hách Liên Thiên xuất hiện tại đây, mỉm cười nhìn nữ hoàng băng tuyết. Là ngươi, ngươi cũng muốn có được công pháp này. Nữ hoàng băng tuyết nhìn thấy Hách Liên Thiên thì lạnh nhạt nói. Công pháp cường đại thì ai cũng muốn có, ta cũng không ngoại lệ. Nhưng ta không chỉ muốn có được công pháp, ta còn muốn có được mỹ nhân. Hách Liên Thiên cười nói. Nữ hoàng băng tuyết hừ lạnh một tiếng, bổn hoàng đã có người đàn ông của mình, người hết hy vọng rồi. Cô nương đang nói hắn sao? Hách Liên Thiên liếc nhìn Diệp Phàm, nói, nếu hắn chết, vậy chẳng phải cô nương sẽ không có đàn ông nữa sao? Ngươi muốn giết ta à? Diệp Phàm nhìn Hách Liên Thiên cười lạnh. Nếu ngươi đồng ý rời xa vị cô nương này, ta có thể không giết ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hách Liên Thiên đáp, ngươi nghĩ ngươi có năng lực giết ta sao? Diệp Phàm cười nghiền ngẫm. Nếu ngươi dám động đến hắn, bổn hoàng sẽ giết ngươi. Nữ hoàng băng tuyết nhìn chằm chằm Hách Liên Thiên, quát một câu lạnh thấu xương. To gan, dám vô lễ với thiếu tộc trưởng. Đột nhiên, một giọng nói từ xa truyền đến. Bóng dáng của hai lão giả bỗng xuất hiện tại đây, một người trong đó vung kiếm chém về phía nữ hoàng băng tuyết. Một kiếm này hóa thành một dải kiếm quang dài hàng nghìn thước, lưỡi kiếm sắc bén xé rách không gian, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt nữ hoàng băng tuyết. Nữ hoàng băng tuyết đánh ra một trường, từng lớp băng lạnh thấu xương bùng phát, làm rung chuyển kiếm quang kia. Bỗng một tiếng vang lớn vang lên, kiếm quang vỡ vụn, cơ thể nữ hoàng băng tuyết khẽ run lên lùi về sau một bước. Hiển nhiên thực lực lão giả này rất mạnh. Tứ trưởng lão, ông bắt vị cô nương này, nhớ không thể làm cô ấy bị thương. Ngũ trưởng lão, ông giải quyết hắn đi. Hách Liên Thiên nói. Dứt lời hai lão giả bên cạnh hắn ta xông ra ngoài, người vừa ra tay lúc nãy lao về phía nữ hoàng băng tuyết, một người khác thì lao về phía Diệp Phàm nhưng bị Đường Sở Sở chặn lại. Trong phút chốc, bốn người họ đã chiến đấu vô cùng kịch liệt. Không ngờ vị mỹ nhân bên cạnh ngươi cũng lợi hại như vậy, ngươi cũng có số đào hoa lắm. Hách Liên Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đáy mắt tràn đầy sự ghen ghét, lạnh lùng nói. Vậy để ta tự mình giải quyết ngươi vậy. Lúc này, Hách Liên Thiên vung ra một thanh linh kiếm, lao tới giết Diệp Phàm. Diệp Phàm vung Tu La kiếm chém ra, mạnh mẽ chặn lại kiếm của đối phương, hai kiếm đụng vào nhau phát ra một tiếng vang lớn. Răng rắc. Kết quả thanh linh kiếm trong tay Hách Liên Thiên bị Tu La kiếm chặt đứt ngay tại chỗ, cả người hắn ta bị đánh bay ra ngoài, đập xuống đất nôn ra máu. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Phàm khinh thường nhìn Hách Liên Thiên, vào lúc hắn muốn chém một kiếm vào đối phương, nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm từ trong hư không truyền đến, một uy áp cực lớn giáng xuống. Khi uy áp này giáng xuống, Diệp Phàm bị chấn động liên tục lui về phía sau, nữ hoàng băng tuyết và Đường Sở Sở đang chiến đấu cũng dừng lại. Lúc này,
phía trên hư không, một người đàn ông trung niên trông vô cùng tức giận xuất hiện, đáy mắt phừng phừng lửa giận, cả người tràn ngập uy áp khủng bố, khiến toàn bộ không khí trong chiến trường cổ biến mất sạch sẽ, biến nơi này thành một vùng chân không. Là ai đã hủy hoại đôi mắt của con trai ta? Người đàn ông trung niên giận dữ hét lên. Gia chủ, chính là cô ta móc mắt thiếu gia, hai người kia cũng là một bọn với cô ta. Tức thì, một nhóm người xuất hiện tại đây, một người trong đó chỉ vào nữ hoàng băng tuyết và Diệp Phàm nói, bọn họ chính là thuộc hạ của tên thiếu gia đã bị móc mắt trước đó. Đó không phải là Mạc Trường Khiếu, gia chủ nhà họ Mạc, một trong cửu đại thế gia của Thương Lan giới sao? Ông ta thế mà tới đây. Thương Lan giới, đó có phải là Thương Lan giới một trong bát đại thế giới trung cấp không? Không sai, không ngờ rằng gia chủ nhà họ Mạc, một trong cửu đại thế gia của Thương Lan giới lại xuất hiện ở đây, ông ta mới là cường giả chân chính đấy. Giờ phút này, những tu hành giả có mặt ở đây đều nghị luận sôi nổi khi nhìn thấy người đàn ông trung niên tức giận đó, trong mắt họ chứa đầy vẻ sợ hãi. Mạc Trường Khiếu phẫn nộ nhìn ba người nữ hoàng băng tuyết, giận dữ hét lên, dám móc mắt con trai ta. Ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Trong nháy mắt, Mạc Trường Khiếu đánh một chưởng xuống dưới. Một chưởng này khiến hư không nổ tung, toàn bộ khâu cốc trong nháy mắt đã bị san bằng, tất cả tu hành giả ở đây đều bị áp chế quỳ trên mặt đất không thể cử động. Sắc mặt của Diệp Phàm, Đường Sở Sở và nữ hoàng băng tuyết đều thay đổi, tất cả đều dốc hết sức trong cơ thể để chống lại một chưởng này. Ầm ầm ầm. Giây tiếp theo, vô số tiếng nổ truyền ra. Ba người Diệp Phàm đều bị thổi bay, nặng nề ngã xuống đất nôn ra máu. Mặc dù thực lực hiện giờ của ba người họ đều rất mạnh, đặc biệt là nữ hoàng băng tuyết và Đường Sở Sở đều là cường giả trên phân thần cảnh, nhưng họ vẫn khó có thể chống lại một trưởng của gia chủ nhà họ Mạc, một trong cửu đại thế gia của Thương Lan giới. Thực lực của gia chủ nhà họ Mạc quá mạnh. Các ngươi tội đáng muôn chết. Mạc Trường Khiếu gầm lên giận dữ, lại tiếp tục đánh ra một trưởng khác. Ba người Diệp Phàm nhanh chóng đứng dậy chống cự nhưng lại bị thổi bay lần nữa. Phốc phốc phốc. Ba người không ngừng hộc máu, tất cả đều bị thương nặng. Chết tiệt, sao người này lại mạnh như vậy? Sắc mặt Diệp Phàm cực kỳ khó coi, hắn cau mày nhìn chằm chằm vào đối phương. Ta sẽ ở lại cản hắn, các ngươi mau đi đi. Nữ hoàng băng tuyết vội nói. Không được, muốn đi thì cùng đi. Diệp Phàm nói. Là ta móc mắt con trai ông ta. Người ông ta muốn xử lý chính là ta. Nữ hoàng băng tuyết vừa nói vừa lau vết máu trên khóe miệng, đứng dậy hét lên với Mạc Trường Khiếu, mắt con trai ngươi là do bổn hoàng móc, có bản lĩnh thì tới đây. Tiện nhân, đáng chết. Mạc Trường Khiếu giận dữ hét lên, tức giận đánh ra một trường khác, uy lực của trường này so với hai trường vừa rồi còn đáng sợ hơn, nó che phủ cả bầu trời, nhìn như muốn chấn áp cả trời đất. Vẻ mặt nữ hoàng băng tuyết lạnh lùng. Cô ta muốn hy sinh bản thân để chống lại một trưởng này, tranh thủ cơ hội trốn thoát cho Diệp Phàm. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm bỗng nhiên đứng trước mặt nữ hoàng băng tuyết nói, ta không thích trốn sau lưng phụ nữ. Diệp Phàm nói xong, trực tiếp lao về một trưởng kia, kích hoạt ấn thiên đạo, toàn lực công kích. Ầm ầm ầm, một trưởng này rơi xuống va chạm với ấn thiên đạo, phát ra một tiếng kinh thiên động địa. Phụt, Diệp Phàm bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Điên cuồng hộc máu, hắn đã bị thương nặng, nhưng một trưởng đó của đối phương đã bị ấn thiên đạo phá hủy. Anh Tiểu Phàm, sắc mặt Đường Sở Sở và nữ hoàng băng tuyết thay đổi, hai người vội chạy tới bên cạnh Diệp Phàm. Mạc Trường Khiếu trở nên âm trầm khi thấy đòn tấn công của mình bị chặn lại, ông ta lại ra tay, thi triển một chiêu ấn quyết tản ra khí tức hủy diệt, có ý định giết chết hoàn toàn ba người Diệp Phàm. Một đòn này, Mạc Trường Khiếu không hề nương tay, nó tản ra khí tức hủy thiên diệt địa. Tất cả chết hết đi. Mạc Trường Khiếu nổi giận gầm lên một tiếng, một đòn tấn công đáng sợ nhằm về ba người Diệp Phàm lại bùng phát ra lần nữa. Đồ đệ của lão phu, không phải ngươi nói giết là giết. Động vào Tiểu Phàm, giết không tha. Đột nhiên, hai giọng nói khác nhau truyền vào tai Mạc Trường Khiếu. Rầm. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một trường giáng từ trên trời xuống đập thẳng vào người Mạc Trường Khiếu. Kéo theo tiếng gầm vang trời. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bóng người đã rơi từ trên trời xuống rồi phun ra máu. Người đó không ai khác mà chính là Mạc Trường Thiếu. Quỳnh, quỳnh, quỳnh. Mọi người thấy Mạc Trường Thiếu bị người khác đè ép chỉ trong một chiêu, ai nấy đều kinh ngạc tới ngây người. Lúc này, hai bóng người bước tới, một ông lão Mạc Trường bào trắng và một đen mang vẻ mặt lạnh như băng.
hai người này chính là nhị sư phụ của Tam Thông và Tam sư phụ Tiêu Giao Tử của Diệp Phàm. Nhị sư phụ, Tam sư phụ. Diệp Phàm thấy hai người xuất hiện thì rất vui vẻ, hắn kích động bật dậy, nỗi lo trong lòng cuối cùng cũng biến mất. Hai người là ai, lại dám đánh tôi? Giờ phút này, Mạc Trường Tiếu đứng dậy, vẻ mặt dữ tợn nổi giận quát lớn với hai vị sư phụ của Diệp Phàm. Dám động vào đồ đệ của tôi, ông muốn chết thế nào? Tiêu Giao Tử lạnh lùng nhìn Mạc Trường Tiếu. Đồ đệ của ông? Mạc Trường Tiếu nhướng mày liếc nhìn đám người Diệp Phàm, ông ta lớn giọng, bọn họ đều đáng chết, nếu hai người không muốn trở thành kẻ thù của nhà họ Mạc, thì tốt nhất. Không chờ gia chủ Mạc gia nói xong, Tiêu Giao Tử đã đánh ra một chưởng xuyên thấu ngực, trái tim nổ tung trong nháy mắt. Phụt! Mạc Trường Tiếu phun máu, hai mắt trừng lớn nhìn Tiêu Giao Tử. Dầm! Nguyên anh của Mạc Trường Tiếu nhân cơ hội trốn thoát nhưng ông ta chưa kịp trốn xa đã bị Tiêu Giao Tử đánh thành cho bụi. Lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Gia chủ nhà họ Mạc, một trong 9 đại thế gia của Thương Lan giới, một vị đại lão đến từ thế giới cấp trung bị giết trong nháy mắt, điều này quả thật khó có thể tin nổi. Uinh uinh uinh! Đột nhiên, tiếng nổ vang lên từ trong chiến trường cổ xưa. Âm thanh đinh tai nhức óc kèm theo tiếng quát uy nghiêm truyền đến. Dám giết người nhà họ Mạc thật to gan. Phụt phụt phụt. Nghe thấy tiếng quát, trong lòng tất cả mọi người khẽ run lên, ai nấy đều hộc máu, thất khiếu bị chấn áp tới chảy máu, trông vô cùng đau đớn. Mà ba người Diệp Phàm cũng bị kinh sợ, khóe miệng rỉ máu. Dầm. Sau đó, một gương mặt hư ảo khổng lồ như che khuất bầu trời hiện lên tức giận quát, các ngươi dám giết gia chủ nhà họ Mạc, tội đáng chết vạn lần. Thật là khủng khiếp. Có thể ra tay vượt qua không gian như này có lẽ là một người ở cấp bậc tạo hóa cảnh. Khủng bố thật. Đám người lạnh run, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Diệp Phàm lập tức bị gương mặt này chấn áp tới không thở nổi, nội tâm chấn động. Hắn không ngờ trên đời này còn có người chỉ lộ mặt cũng có thể phát ra uy lực khủng bố tới vậy. Đây mới là kẻ mạnh chân chính. Lúc trước, Diệp Phàm còn thấy mình đã đủ mạnh rồi nhưng giờ có lẽ hắn vẫn còn kém xa. Giết thì cũng giết rồi, người không phục. Tiêu Giao Tử bình tĩnh nói, trong mắt lộ ra tia sát ý. Tiêu Giao Tử bây giờ còn trông hung dữ hơn ban nãy, hơi giống với tứ sư phụ của Diệp Phàm. Muốn chết. Lúc này, gương mặt kia tức giận gầm lên, trừng mắt nhìn, cơn giận cuồn cuộn ngập trời như muốn phá hủy trời đất. Những người ở đây bị chấn áp tới mức hộc máu, bọn họ cảm giác như cơ thể sẽ phát nổ bất kỳ lúc nào. Diệp Phàm phun máu không ngừng vội vàng dùng toàn lực ngăn lại. Uy áp thật khủng bố. Đột nhiên cổ Tam Thông nhướng mày, lạnh nhạt nhìn gương mặt kia, nói, ngươi làm đồ đệ ta bị thương rồi. Tiếng cổ Tam Thông vừa dứt, ông tung một quyền ra. Một quyền này trông đơn giản nhưng lại có thể xuyên qua không gian đập thẳng vào gương mặt kia. Trong nháy mắt, gương mặt kia bị đánh tan, biến mất khỏi chiến trường cổ. Khi loại uy áp biến mất, mọi người như được đại xá không ngừng thở dốc, nghĩ lại vẫn thấy sợ, cảm giác như tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Nhưng sau đó, bọn họ lại sợ hãi nhìn về phía cổ Tam Thông. Người này lại có thể dùng một quyền đập tan công kích của vị cường giả thần bí kia, thực lực còn khủng bố hơn. Lúc này, cổ Tam Thông và Tiêu Giao Tử trở thành hai vị đại lão không thể trêu vào, ai ai cũng phải kính phục. Cổ Tam Thông và Tiêu Giao Tử bước tới phía Diệp Phàm, quan tâm hỏi, tiểu Phàm con sao rồi? Hai sư phụ, con không sao. Khụ khụ khụ. Diệp Phàm vừa dứt lời đã ho khan. Mau ngồi xuống đừng nhúc nhích. Tiêu Giao Tử nói với Diệp Phàm, ông lấy một cây kim châm vào người hắn, một luồng năng lượng dịu dàng tiến vào cơ thể Diệp Phàm. Thương thế của Diệp Phàm nhanh chóng chuyển biến tốt. Không lâu sau, vết thương đã hoàn toàn khôi phục khiến người khác phải khiếp sợ. Hắn đứng dậy nói, cảm ơn Tam sư phụ, cảm ơn Nhị sư phụ. Thằng nhóc này còn khách sáo cái gì? Tiêu Giao Tử thản nhiên nói. Cảnh tượng này khiến đám người tu hành hâm mộ, có được hai vị sư phụ mạnh cỡ này thì thật sự quá may mắn. Tam sư phụ người có thể trị thương cho Sở Sở được không? Lúc này Diệp Phàm nhìn Tam sư phụ. Đây cũng là vợ con. Tiêu Giao Tử tò mò nhìn nữ hoàng băng tuyết, Diệp Phàm đang định lên tiếng thì, nữ hoàng băng tuyết đã thừa nhận, đúng vậy. Thằng nhóc con giỏi đấy thật sự không làm chúng ta mất mặt. Tiêu Giao Tử cười ha ha, trực tiếp châm kim cho Đường Sở Sở và nữ hoàng băng tuyết. Thương thế cả hai cũng rất nhanh hồi phục. Không ngờ người châm cứu lại giỏi tới vậy.
Nữ hoàng băng tuyết ngạc nhiên nhìn Tiêu Giao Tử. Cô chỉ biết sau khi tu hành giả bị thương muốn nhanh chóng hồi phục phải dùng đan dược chữa trị. Không ngờ chỉ dựa vào một cây kim cũng có thể giúp thương thế khôi phục nhanh chóng. Chuyện nhỏ thôi, sao làm khó sư phụ thằng nhóc này được. Tiêu Giao Tử cười nhẹ, Cổ Tam Thông nhìn nữ hoàng băng tuyết nói, thiên phú và tiềm lực của cô cũng rất tốt, xứng đôi với Tiểu Phàm. Nhưng anh ta chướng mắt bổn hoàng. Nữ hoàng băng tuyết nhìn Diệp Phàm lộ ra vẻ oai oán khiến Diệp Phàm rất xấu hổ. Nhóc con, người vợ đẹp như này cũng không cần à? Sao thế, sợ không vui? Hay sợ đại sư phụ của con không vui? Tiêu Giao Tử cười nhìn Diệp Phàm, hắn lúng túng nói, sư phụ, hai người đừng trêu con nữa. Đúng rồi, nhị sư phụ, tam sư phụ không phải hai người vào tử chủng rồi sao? Con còn đang định đi tìm hai người. Diệp Phàm lập tức nói sang chuyện khác. Sao con biết chúng ta vào tử chủng? Cổ Tam Thông ngạc nhiên nói. Diệp Phàm kể lại mọi chuyện. Lúc này, ánh mắt Cổ Tam Thông khựng lại, nghiêm túc nhìn Diệp Phàm, thế mà con gặp được hắn à? Sao vậy, hai người cùng biết vị oán linh kia? Diệp Phàm tò mò hỏi. Ừ, lúc ta bước vào Long Cấm đánh nhau với đám oán linh đó đã nhận ra sự tồn tại của hắn nhưng hắn không ra tay với ta. Thực lực của hắn rất mạnh, nếu hắn ra tay có lẽ ta không sống nổi. Cổ Tam Thông trầm giọng nói. Vậy sao hai người ra được, con nghe nói bất kỳ ai vào đó đều không thể trở ra. Diệp Phàm nói. Trong tử chủng có vô số linh hồn của cường giả chiến trường cổ, những ý niệm này rất mạnh. Một khi có sự sống tiến vào sẽ bị bọn họ cắn nuốt linh hồn sẽ không đi ra được. Nhưng hai bọn ta đã hấp thụ hết những hồn niệm đấy, tất nhiên là ra ngoài được. Tiêu Giao Tử thản nhiên đáp. Lời này khiến Diệp Phàm giật mình. Hai vị sư phụ của hắn quả thật là kinh khủng. Vậy mà có thể hút được ý niệm tàn hồn của cường giả trong tử chủng, đây là điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Thảo nào hai người họ lại mạnh như vậy, rõ ràng là đã hấp thụ ý niệm tàn hồn của cường giả. Lúc này, Diệp Phàm nhìn về Hách Liên Thiên ở đằng xa, lạnh lùng nói, còn định đánh nữa không? Giờ phút này, Hách Liên Thiên sợ hãi nhìn Diệp Phàm, không nói gì chỉ đứng dậy rời đi. Tiểu Phàm, cái này cho con. Đột nhiên, Cổ Tam Thông lấy ra một cái chai mở ra, bên trong có một quả cầu năng lượng màu xám lơ lửng. Đây là gì thế ạ? Diệp Phàm tò mò hỏi. Là thứ giúp con tăng sức mạnh, ăn đi. Tiêu Giao Tử nói. Sau đó, Diệp Phàm nuốt quả cầu màu xám vào. Sau khi nuốt vào, trong nháy mắt linh hải của Diệp Phàm bộc phát uy lực linh hồn khủng bố. Quả cầu màu xám này chính là sức mạnh linh hồn của nhiều linh hồn cường giả tạo thành. Lúc này, Diệp Phàm vận công bắt đầu hấp thụ. Lực lượng này dung hợp nhiều ý niệm linh hồn của cường giả chết trận trên chiến trường cổ nên rất khủng bố. Nhưng ý thức đã bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ còn lại sức mạnh linh hồn tinh khiết. Mà lực lượng này mạnh đến mức ngay cả Diệp Phàm có bí hồn quyết cũng phải luyện hóa 3 ngày 3 đêm mới xong. Lúc này, trong linh hải của Diệp Phàm cuồn cuộn sấm sét như mưa rền gió dữ. Linh hải phát ra tia sáng chói mắt rồi phóng thẳng lên cao. Đẩy lùi tất cả mọi người. Đúng là hơi thở linh hồn mạnh mẽ. Cổ Tam Thông nheo mắt lại, Tiêu Giao Tử nói, Tiểu Phàm mới ở cảnh giới kim đan mà đã mở ra linh hải, hơn nữa linh hải này dường như còn mạnh hơn cả linh hải cấp thiên, chẳng lẽ là trong truyền thuyết. Lúc này, vẻ mặt Tiêu Giao Tử kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, ông ấy vẫn chưa nói ra mấy chữ cuối cùng, trong mắt hiện lên một sự khó tin. Tên nhóc này thực sự luôn làm chúng ta ngạc nhiên. Cổ Tam Thông nhẹ nhàng vuốt râu. Mỉm cười nhìn Diệp Phàm. Có vận mệnh đế tinh thì những chuyện kinh ngạc này là bình thường. Ánh mắt Tiêu Giao Tử lóe lên. Lúc này, trong linh hải của Diệp Phàm tràn ngập ánh sáng màu tím, đầy uy lực thần thánh, giống như biển sao vô tận. Về phần linh hồn của Diệp Phàm, nó đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa so với trước kia. Xoẹt. Lúc này Diệp Phàm mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời và sắc bén không thể nhìn thẳng. Hiện tại, sau khi Diệp Phàm đã nuốt chửng sức mạnh linh hồn dung hợp với ý niệm linh hồn của rất nhiều cường giả, sức mạnh linh hồn của hắn đã tăng vọt, thậm chí hồn quyết hắn tu luyện cũng trực tiếp đột phá đến cảnh giới thứ nhất đại thành. Hồn quyết này được chia thành 9 cảnh giới, mỗi khi đột phá một cảnh giới, linh hồn sẽ chuyển hóa một lần và đạt tới một cảnh giới mới. Tuy nhiên, Diệp Phàm chỉ có một nửa hồn quyết, vì vậy chỉ có 5 cảnh giới đầu tiên, mỗi cảnh giới đều được chia thành tiểu thành, đại thành, đỉnh phong và viên mãn là 4 cảnh giới nhỏ. Giờ phút này Diệp Phàm đã đạt đến tu vi cảnh giới thứ nhất đại thành, coi như chính thức nhập môn.
và bây giờ hắn cũng được coi là một hồn giả chân chính. Nhìn bộ dáng con như vậy, con đã trở thành hồn giả rồi à? Tiêu Dao Tử nhìn Diệp Phàm nói. Vâng, cảm ơn hai sư phụ. Diệp Phàm cảm ơn lần nữa. Được rồi, giữa thầy trò chúng ta thì không cần phải khách khí như vậy, hiện tại cũng nên trở về. Cổ Tam Thông nói. Đợi một chút. Đột nhiên Diệp Phàm hét lớn một tiếng, hắn đi tới trước thi thể của cường giả vốn đang ở trong khâu cốc. Sau trận chiến vừa rồi, khâu cốc kia đã không còn tồn tại nữa, nhưng thi thể của cường giả này vẫn còn nguyên vẹn không bị hư hao gì, điều đó cho thấy thể chất của người này rất mạnh mẽ. Đây là... Người này ít nhất đã chết mấy vạn năm, thân thể vẫn có thể giữ được nguyên vẹn như vậy, có lẽ tu vi trước đây của người này đã đạt tới cấp độ rất cao, đặc biệt là thân thể cũng đã đạt đến trình độ cực cao. Hai sư phụ của Diệp Phàm nhìn thi thể của cường giả này, không khỏi phân tích. Con đã có được công pháp của cường giả này, theo lý thì nên chôn cất đàng hoàng để ông ấy được yên nghỉ. Diệp Phàm làm lễ với cường giả này rồi chôn cất ông ta một cách cẩn thận. Tiếp theo, đám người Diệp Phàm rời đi nơi này, chuẩn bị trở về Long Quốc. Và khi họ rời khỏi chiến trường cổ, một bóng người bí ẩn xuất hiện trước ngôi mộ của cường giả đã được chôn cất. Long Quốc, đế đô, trong hoàng cung. Vào lúc này, một nhóm cường giả có dáng vẻ kỳ quái, trên người toát ra hơi thở âm u lạnh lùng xuất hiện ở đây, trong đó có một người đàn ông trung niên đứng đó, ông ta mặc áo choàng đen, tản ra hơi thở đáng sợ, trấn áp một người phụ nữ trước mặt, mà người phụ nữ này không ai khác chính là Thiên Chiếu. Bùm! Người đàn ông trung niên tung ra một chưởng, đánh Thiên Chiếu bay ra ngoài, đập xuống đất và điên cuồng hộc máu. Tuy rằng thực lực của cô không tệ, nhưng còn lâu mới có thể chống lại bổn tộc trưởng. Nói đi, kẻ đã giết con trai tôi đang ở đâu? Người đàn ông trung niên này hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Mà ông ta không ai khác chính là tộc trưởng của tộc Thiên U đã xâm chiếm trái đất trước đó. Trước đó, tại núi Thiên Nhật ở ngoại vực, Diệp Phàm giết chết thiếu gia của tộc Thiên U, trực tiếp chọc giận tộc trưởng kia, đối phương lợi dụng con đường kết nối với ngoại vực tấn công Diệp Phàm từ một không gian khác, lại bị luồng ánh sáng vàng kim trên người hắn chặn lại. Lần này, tộc trưởng của tộc Thiên U đã đích thân đến trái đất để trả thù cho con trai mình. Tất nhiên, lần này ngoài ông ta ra thì còn có những đội quân của các tộc khác đã đến trái đất thông qua lối đi trên núi Thiên Nhật, chuẩn bị cướp lấy hành tinh này. Không biết. Lúc này, sắc mặt Thiên Chiếu lạnh lùng nói, cô ta cố đứng dậy từ trên mặt đất, nhìn tộc trưởng của tộc Thiên U, lạnh lùng nói, nếu không phải thực lực của bản thân còn chưa khôi phục thì ông đã chết từ lâu rồi. Xoẹt. Sắc mặt của tộc trưởng tộc Thiên U trở nên lạnh lùng, ông ta lại đánh ra một chưởng, đánh văng Thiên Chiếu ra ngoài, khiến cô ta điên cuồng hộc máu. Chỉ với chút thực lực ít ỏi của cô cũng dám nói ra lời này, đúng là không biết tự lượng sức mình. Nếu cô không muốn nói ra tung tích của tên kia, vậy thì đừng trách tôi, cô đi chôn cùng với con trai tôi trước đi. Tộc trưởng của tộc Thiên U nói với vẻ mặt tức giận, ông ta trực tiếp ra tay muốn tiêu diệt Thiên Chiếu ngay lập tức. Nhưng vào lúc này, một bóng người lao ra, ôm lấy Thiên Chiếu, mang cô ta rời khỏi nơi đó, còn một kích của tộc trưởng tộc Thiên U thì đánh xuống đất, tạo thành một cái hố to sâu không thấy đáy trên mặt đất. Xoẹt! Tộc trưởng tộc Thiên U nhìn quanh thì nhìn thấy một thanh niên đang ôm Thiên Chiếu, chính là Diệp Phàm từ Long Cấm đi ra. Sao rồi? Diệp Phàm nói với Thiên Chiếu, cô ta nói, không sao, không chết được đâu. Ngay sau đó, Diệp Phàm giao Thiên Chiếu cho Đường Sở Sở. Hắn liếc nhìn tộc trưởng tộc Thiên U, muốn giết nô lệ của tôi, ông đã hỏi ý của tôi chưa? Cậu là người đã giết con trai tôi. Lúc này, tộc trưởng tộc Thiên U nhận ra giọng nói của Diệp Phàm, sắc mặt ông ta lạnh lùng quát. Là ông. Diệp Phàm cũng nhận ra giọng nói của đối phương, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo. Hắn không ngờ tộc Thiên U lại đến sớm như vậy. Và những cường giả đến lần này đều rất mạnh. Giết con trai của tôi, bổn tộc trưởng muốn chém cậu ra thành từng mảnh. Tộc trưởng của tộc Thiên U gầm lên giận dữ, một luồng khí u ám bộc phát cuồn cuộn, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong địa ngục âm u. Rầm rầm rầm. Ngay lập tức, phía trên khoảng không, một trưởng ấn u minh khổng lồ xuất hiện, từ trên trời giáng xuống và trấn áp về phía Diệp Phàm. Uy lực của đòn tấn công này hơi kém so với đòn tấn công của gia chủ nhà họ Mạc, nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Bùm. Tiêu Dao Tử trực tiếp ra tay, hủy diệt một trưởng của đối phương, Diệp Phàm bỗng nhiên hét lớn, hồn thứ. Vèo. Trong nháy mắt, Diệp Phàm bộc phát ra một luồng sức mạnh linh hồn đáng sợ, hóa thành một mũi nhọn vô hình, trực tiếp lao thẳng về phía đối phương.
và chiêu thức này chính là hồn kỹ mà Diệp Phàm học được từ hồn quyết. Hồn kỹ là chiêu thức mà hồn giả sử dụng, giống như linh kỹ của người tu hành, chỉ có điều, hồn kỹ là dùng sức mạnh linh hồn để tấn công, còn linh kỹ là dùng chân nguyên để tấn công. Hiện tại Diệp Phàm đã hấp thu hết sức mạnh linh hồn kia, sức mạnh linh hồn đã đạt tới trình độ cao thâm khó lường, cộng với hồn kỹ này thì sức công kích càng thêm đáng sợ. Hồn kỹ này rất huyền ảo, nếu không phải là một hồn giả hoặc một người tu hành có tu vi mạnh mẽ thì khó có thể phát hiện được, mặc dù tộc trưởng của tộc Thiên U đã nhận ra, nhưng vẻ mặt của ông ta lại thay đổi. Ông ta cảm nhận được một luồng tử khí mãnh liệt, không kịp suy nghĩ nhiều, ông ta trực tiếp bộc phát linh thức, ý đồ ngăn cản chiêu thức của Diệp Phàm. Bùm! Một tiếng gầm vô hình vang lên. Linh thức của tộc trưởng tộc Thiên U bị hủy diệt trong nháy mắt, mũi nhọn kia giống như một thanh kiếm sắc bén, không ngừng lao về phía ông ta. Cộp cộp cộp! Trong lúc nhất thời, tộc trưởng tộc Thiên U bị buộc phải liên tục lui về phía sau, thôi thúc toàn bộ linh thức của mình để chống chọi. Rầm rầm rầm! Một giây tiếp theo, những tiếng gầm rú vang lên, hồn thứ kia lao tới một cách mạnh mẽ, trực tiếp quét qua và tàn phá mọi thứ, lao vào linh hải và tấn công vào linh hồn của ông ta. Phụt! Lập tức, tộc trưởng tộc Thiên U run rẩy, phun máu ra, tinh thần của ông ta bị suy sút trong nháy mắt, linh hồn cũng đã bị tổn thương nặng nề. Nếu như không phải đây là lần đầu tiên Diệp Phàm sử dụng hồn kỹ này, còn chưa đủ thành thạo, e rằng một kích này đủ để khiến ông ta hồn phi phách tán. Một đòn này cũng tiêu hao phần lớn sức mạnh linh hồn của Diệp Phàm, nhưng hiệu quả lại khiến hắn rất thỏa mãn. Cậu, là hồn giả. Lúc này, tộc trưởng tộc Thiên U nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hoàn toàn không thể tin được. Ông ta không thể tưởng tượng được một tên nhóc chỉ ở cảnh giới kim đan lại có thể trở thành hồn giả trong truyền thuyết. Phải biết rằng hồn giả này cũng hiếm có như tu thể giả, muốn trở thành hồn giả lại càng khó hơn. Làm sao mà tên này làm được điều đó? Ông có thể chết được rồi. Diệp Phàm trực tiếp phung thanh kiếm tu la và chém một kiếm về phía đối phương. Bùm! Khi một kiếm này giáng xuống, sắc mặt của tộc trưởng tộc Thiên U thay đổi, ông ta trực tiếp kích hoạt cấm thuật muốn rút lui, nhưng lúc này Cổ Tam Thông liếc nhìn ông ta một cái, khiến ông ta cảm thấy trên người như bị một ngọn núi đè ép, không thể cử động được, dù ông ta cố gắng hết sức vẫn không cử động được. Phụt! Một giây tiếp theo, tộc trưởng tộc Thiên U bị một kiếm của Diệp Phàm chém làm đôi. Ngay lập tức, một viên kim đan có màu sắc tăm tối xuất hiện, nó thuộc về tộc trưởng của tộc Thiên U. Diệp Phàm trực tiếp ra tay, chộp lấy viên kim đan kia. Đối với người tu hành mà nói, viên kim đan này chính là bảo bối có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Bùm bùm bùm. Lúc này, một tiếng gầm vang lên trên khắp trái đất. Đột nhiên, mười mấy tia sáng bay lên trời, biến thành những bóng người tỏa ra hơi thở khác nhau, đứng trên không trung của trái đất, nhìn xuống toàn bộ trái đất. Hơn nữa bọn họ còn trực tiếp nói, từ hôm nay trở đi, hành tinh cấp thấp của các người sẽ bị các tộc của chúng tôi cùng nhau khống chế, từ nay về sau đám tiện dân như các người thì sẽ là nô lệ của chúng tôi, ai dám phản kháng hoặc không nghe lời sẽ bị giết không thương tiếc. Những lời này ngay lập tức lan truyền khắp trái đất và truyền đến tai hàng tỷ người dân trên trái đất. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của tất cả người dân trên toàn trái đất đều vô cùng khó coi, trong mắt tràn đầy sự nhục nhã và không cam lòng. Nhưng nhìn những bóng người ở trên cao giống như thần linh kia, từ tận đáy lòng họ đã đánh mất đi ý đồ phản kháng, thậm chí quốc chủ của các quốc gia cũng trực tiếp từ bỏ phản kháng. Đám dị tộc như các người mà cũng muốn làm chủ nhân của chúng tôi, các người xứng đáng sao? Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng và khinh thường bùng nổ, truyền khắp thế giới. Chỉ dựa vào một đám dị tộc các người mà muốn làm chủ nhân của chúng tôi, các người xứng sao? Đột nhiên có một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Lan rộng khắp thế giới. Soạt. Lúc này, Diệp Phàm dẫm lên không trung, đi đến trước mắt đám cường giả dị tộc này, toàn thân hắn tỏa ra sát khí sắc lạnh. Tất cả mọi người trên trái đất đều ngẩng đầu lên và khi nhìn thấy Diệp Phàm, bọn họ vô cùng sửng sốt. Bọn họ không ngờ trong tình huống này lại có người sẵn sàng đứng lên chiến đấu để chống lại những vị thần quyền năng này. Thằng nhóc này ở đâu ra vậy, dám nói chuyện với chúng ta như thế? Một cường giả dị tộc nhìn Diệp Phàm rồi uy nghiêm hét lên. Sức mạnh của bọn họ đều trên phân thần cảnh, hợp đạo cảnh, thậm chí là động hư cảnh. Trên phân thần cảnh là hợp đạo cảnh và trên hợp đạo cảnh chính là động hư cảnh. Một khi đạt tới hợp đạo cảnh, liền có thể lĩnh hội được cả thiên địa, còn đạt đến động hư cảnh, có thể tùy ý du hành giữa không gian. Với linh khí hiện tại của trái đất thì đương nhiên không thể nào xuất hiện cường giả cấp bậc này.
Lúc này, mười mấy cường giả dị tộc đều tỏa ra sức mạnh thiên địa vô cùng đáng sợ, giống như thần linh áp chế cả thế giới. Bọn họ đều khinh thường nhìn Diệp Phàm. Đám người dị tộc thô thiển hèn hạ các người còn không đủ tư cách làm nô dịch cho nhân loại trên trái đất này. Từ đâu đến thì mau cút về chỗ đó, nếu không tôi sẽ để khiến các người chết không có chỗ chôn. Diệp Phàm lạnh lẽo hét lên giống như một vị hoàng đế cao cao tại thượng, khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Nói hay lắm. Nghe thấy lời nói đanh thép này của hắn, người dân Long Quốc cực kỳ hưng phấn rồi kích động hét lên. Những chàng trai đến từ Long Quốc đều ngưỡng mộ nhìn Diệp Phàm, bọn họ đều xem hắn như thần tượng trong đời của mình. Còn những cô gái thì say mê nhìn hắn, trong lòng họ bây giờ Diệp Phàm cũng chính là thần tượng duy nhất. Soạt, soạt, soạt. Sắc mặt của đám cường giả dị tộc đều tối sầm lại, bọn họ tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm, cảm giác như bị khiêu khích đến cực độ. Một con kiến ở thế giới cấp thấp mà cũng dám ăn nói ngông cuồng, đúng là muốn chết. Một cường giả dị tộc lạnh lẽo hét lên, toàn thân chợt bộc phát ra một uy lực vô cùng khủng bố, tấn công về phía Diệp Phàm. Bùm bùm bùm. Trên hư không liền có những tiếng nổ lớn vang lên, uy lực cuồn cuộn giống như núi áp chế lấy Diệp Phàm, muốn nhanh chóng biến hắn thành bột phấn. Trong mắt đám cường giả dị tộc này, những người như Diệp Phàm ở thế giới cấp thấp vốn không đáng để họ ra tay, chỉ cần một uy lực cũng có thể giết chết. Nhưng bọn họ không ngờ là Diệp Phàm vẫn chẳng hề hấn gì khi đối mặt với uy lực, hắn trực tiếp triệu hồi ra thiên đạo ấn rồi bộc phát toàn bộ sức mạnh trong cơ thể để điều động nó. Bùm! Đúng lúc này, một tiếng nổ rung chuyển trời đất phát ra từ thiên đạo ấn. Sau đó nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một luồng sức mạnh khổng lồ lao thẳng về đám cường giả dị tộc này. Vẻ mặt của bọn họ liền thay đổi, mỗi người đều nhanh chóng ra tay thi triển các loại tuyệt kỹ, thần thông, công pháp bí mật. Để hợp lực cản lại sức mạnh của thiên đạo ấn. Bùm, bùm, bùm. Hư không như muốn nổ tung, năng lượng vô tận không ngừng dâng lên ồ ạt. Tất cả cường giả dị tộc đều bị đánh bay về sau, đồng loạt hộc máu. Thân thể Diệp Phàm cũng khẽ run lên, không ngừng lùi về phía sau, sắc mặt cũng tái nhợt, toàn bộ sức lực trong cơ thể đều cạn kiệt, không ngừng thở hổn hển. Làm tốt lắm. Hộ quốc thần tướng, hãy giết chết bọn chúng đi. Đúng vậy. Giết chết những kẻ ngu ngốc này. Người dân Long Quốc vẫy cờ và hò reo phấn khích. Đột nhiên có một luồng sức mạnh thần bí bộc phát ra từ trong cơ thể Diệp Phàm. Lúc trước hắn đã từng gặp qua sức mạnh này, nhưng lại không biết đến từ đâu, không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện, hơn nữa so với trước kia còn hung hãn, cường đại hơn. Ôi chúa ơi, lợi hại quá, đó là siêu nhân Phương Đông sao? Không, chắc chắn là một thần tiên trong thần thoại Phương Đông. Người phương Tây nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng thán phục, bọn họ cũng nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt ngưỡng mộ, coi hắn như siêu nhân hoặc thần thánh. Bùm! Lúc này sức mạnh thần bí trong cơ thể Diệp Phàm bắt đầu dâng lên dữ dội, giống như núi lửa phun trào vậy. Đám cường giả dị tộc đều lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Phàm, bọn họ lấy ra một đống đan dược rồi uống vào, vết thương trên cơ thể nhanh chóng hồi phục. Sau đó, một đại quân của dị tộc liền bay tới, lên tới hàng nghìn người rồi vây quanh Diệp Phàm. Những người này đều là nguyên anh cảnh và phân thần cảnh, toát ra hơi thở chết chóc. Con kiến hèn hạ dám đả thương chúng ta, hôm nay mày nhất định phải chết. Không chỉ mày, mà tất cả lũ kiến ở thế giới cấp thấp này đều sẽ phải trả giá cho sự liều lĩnh của mày, tất cả đều phải chết. Giết, đám cường giả dị tộc giận dữ hét lên. Trong nháy mắt, hàng ngàn chiến binh dị tộc đều lao về phía Diệp Phàm, mỗi người đều bộc phát ra sát khí đáng sợ. Anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở thấy vậy, liền lo lắng hét lên một tiếng. Yên tâm đi, đám người này không phải là đối thủ của Tiểu Phàm đâu. Cổ Tam Thông đi tới, nhàn nhạt nói. Tôi có linh cảm, hôm nay Tiểu Phàm có lẽ. Tiêu Dao Tử nheo mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Tất cả mọi người trên thế giới đều vô cùng lo lắng, bởi vì bây giờ Diệp Phàm là niềm hy vọng của họ, nếu như hắn thua, thì e rằng bọn họ ngay cả mặt trời ngày mai cũng không thấy được nữa. Cho nên trong lòng đều thầm cầu nguyện Diệp Phàm sẽ thắng. Lúc này, sức mạnh thần bí trong cơ thể Diệp Phàm điên cuồng bộc phát, khiến hắn có cảm giác như cơ thể mình sắp nổ tung vậy. A hát! Đột nhiên, Diệp Phàm trừng to mắt, gầm lên một tiếng rồi liền vung Tu La Kiếm lên tấn công về phía đám người dị tộc. Sức mạnh thần bí trong người Diệp Phàm quá nhiều khiến hắn chỉ muốn phát tiết ra ngoài, vậy nên đã vung kiếm bắt đầu chém giết điên cuồng. Phồng phập phồng phập! Diệp Phàm bây giờ giống như một vị sát thần, lao vào đám người dị tộc đó, thanh kiếm trong tay không ngừng vung lên,
máu bắn tung tóe khắp nơi, thi thể rơi đầy trên mặt đất. Tất cả đều là một đống tay chân lẫn lộn, ngay cả một thi thể nguyên vẹn cũng tìm không nhìn thấy. Trong nháy mắt, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp trời. Diệp Phàm cầm kiếm trong tay, giống như sát thần đến từ địa ngục, giết chết hàng ngàn cường giả dị tộc. Giờ phút này, những cường giả đỉnh cấp nguyên anh cảnh và phân thần cảnh giống như những con kiến trong mắt Diệp Phàm, bọn họ ngay cả một nhát kiếm của hắn cũng không thể nào ngăn cản được. Giỏi quá! Thật lợi hại! Thần tiên Hạ Phàm! Mọi người trên khắp thế giới liền hò reo và vỗ tay vô cùng phấn khích. Ngược lại mười mấy cường giả dị tộc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mọi người đừng nương tay, hôm nay chúng ta nhất định phải giết chết thằng nhóc này. Một cường giả dị tộc hét lên, những người còn lại đồng loạt gật đầu. Minh Thiên Ấn, Tuyệt Thần Trưởng, Hồn Thiên Nhất Kích, Huyết Nhân Thiên Địa, Thiên Sát Quyền, Chư Thiên Hoàng Hôn. Lúc này, toàn bộ cường giả dị tộc đều huy động sức mạnh huyết mạch, thi triển thần thông và tuyệt kỹ của mình, tấn công thẳng về phía Diệp Phàm. Trên bầu trời lập tức xuất hiện nhiều loại tia sáng, tạo thành một luồng năng lượng cường đại hủy diệt cả thiên địa. Nhưng Diệp Phàm không chút chần chờ, hắn cầm Tu La kiếm lên rồi nhanh chóng chém thẳng xuống, nhát kiếm này ẩn chứa toàn bộ sức mạnh thần bí trong cơ thể hắn. Bùm bùm bùm. Trong nháy mắt một đạo kiếm quang dài hàng vạn thước bắn ra, bao trùm cả bầu trời, rồi chấn áp đòn tấn công của đám cường giả dị tộc. Tất cả thần thông, bí thuật, tuyệt kỹ đều bị nhát kiếm này của Diệp Phàm phá hủy. Hơn nữa sức mạnh của nó còn không ngừng tấn công về phía đám cường giả dị tộc. Bọn họ liền cảm nhận được một luồng sức mạnh đến ngạt thở, trong lòng mỗi người đều âm thầm chấn động, hơi thở chết chóc tràn ngập khắp cơ thể, sắc mặt thay đổi không ngừng, bọn họ phải dùng dốc hết sức lực, thậm chí có người còn cưỡng ép thi triển cấm thuật để cản lại thanh kiếm của Diệp Phàm. Nhưng thanh kiếm này của hắn lại cực kỳ cường đại, giống hệt như thần chặn giết thần, Phật chặn chém Phật, quỷ chặn giết quỷ, vốn không thể nào ngăn cản được. Thế là thân thể của đám cường giả dị tộc này liền nổ tung, chôn vùi dưới lưỡi kiếm của Diệp Phàm, linh hồn nguyên anh của bọn họ đều hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Soạt. Sau khi thi triển đòn tấn công, Diệp Phàm cảm nhận được một luồng sức mạnh xuyên thấu toàn thân, sắc mặt lạnh lẽo, đứng trong hư không hét lớn, những kẻ không phải là người trên trái đất này thì phải lập tức biến mất, nếu không sẽ bị giết không thương tiếc. Vừa dứt lời, tất cả đám người dị tộc đều điên cuồng bỏ chạy. Diệp Phàm lại hét lớn, trở về nói với chủ nhân của các người, nếu còn dám xâm phạm trái đất, nhất định phải chết. Nếu các người còn dám ức hiếp trái đất một lần nữa, tôi sẽ vung kiếm chém chết cửu tộc của các người. Lúc này lời nói lạnh lẽo, bá đạo của Diệp Phàm truyền khắp thế giới, khiến toàn bộ mọi người trên trái đất rất hưng phấn. Mọi người đều tôn kính và sùng bái Diệp Phàm. Sau đó bọn họ liền quỳ xuống, cảm ơn hắn đã cứu trái đất này. Cứu mạng và bảo vệ bọn họ không phải trở thành nô lệ của kẻ khác. Bây giờ Diệp Phàm đã trở thành anh hùng của trái đất và đối tượng được mọi người tôn thờ. Lúc này, trên người dân chúng trên thế giới chợt tỏa ra những tia sáng thiêng liêng, sau đó bay về phía cơ thể Diệp Phàm rồi bao phủ lấy hắn, và hắn đã bắt đầu một cuộc lột xác hoàn toàn mới. Lực tín ngưỡng. Cổ Tam Thông và Tiêu Giao Tử khiếp sợ nói. Ngay sau đó bốn vị sư phụ còn lại của Diệp Phàm xuất quan. Nhìn thấy cảnh này đều vô cùng giật mình. Không ngờ tín ngưỡng của bọn họ với Tiểu Phàm lại sâu đến như vậy, trực tiếp làm lực tín ngưỡng hiện ra. Long Ngạo kinh ngạc cảm thán. Trong thiên địa, chỉ cần cực kỳ tín ngưỡng một người sẽ sinh ra lực tín ngưỡng, đối phương có thể dùng lực tín ngưỡng này để tăng lên thực lực. Đó là lý do tại sao ở cổ đại, thần linh Phật tổ hay muốn xây dựng điện phủ miếu thờ, làm người cung phụng bọn họ. Nhưng lực tín ngưỡng là vô hình, người ngoài không nhìn thấy. Nhưng khi một người sùng bài một người khác đến cực điểm, lực tín ngưỡng là lột xác, hóa hình, làm người trần mắt thịt có thể nhìn thấy, loại cấp bậc tín ngưỡng này cực kỳ khủng bố, mạnh hơn lực tín ngưỡng bình thường rất nhiều. Những lực lượng thần bí từng bộc phát trong cơ thể của Diệp Phàm chính là lực tín ngưỡng của người khác dành cho hắn, bây giờ hắn cứu vớt toàn bộ địa cầu, làm tín ngưỡng của người dân trên toàn thế giới đối với hắn lên đến cực điểm, cho nên mới làm lực tín ngưỡng lột xác hiện ra. Lực tín ngưỡng này quá mạnh. Cũng vì Tiểu Phàm là chủ nhân đế tinh, nếu không đổi thành những người khác, chỉ sợ không thể hấp thu lực tín ngưỡng khổng lồ như thế này. Tiêu Giao Tử cảm thán. Đúng lúc này trên hư không, vô số tiếng gầm rú vang lên, sao trời hiện lên, trong những ngôi sao đó, có một ngôi sao đặc biệt lóa mắt, lập lòe ánh sáng tím, như ẩn như hiện. Theo thời gian, ánh sáng tím của ngôi sao kia càng thêm lóa mắt,
hơn nữa thời gian xuất hiện càng ngày càng dài. Tử vi tinh. Các sư phụ của Diệp Phàm nghiêm túc lại. Tử vi tinh sắp thức tỉnh rồi. Tu La nói. Mượn dùng tín ngưỡng của hàng tỷ con dân, thức tỉnh tử vi tinh, thì ra là vậy. Cổ Tam Thông lẩm bẩm nói. Ầm ầm ầm. Lúc này vô số tiếng nổ vang lên trong cơ thể của Diệp Phàm, lực tín ngưỡng của toàn bộ người dân trên toàn thế giới lao về phía cơ thể của Diệp Phàm, bị hắn điên cuồng hấp thu luyện hóa, ngôi sao trên bầu trời kia càng thêm lóa mắt, tỏa sắp khắp nơi. Đúng lúc này trên hư không, một bóng người hiện ra, sau lưng là năm cánh tay thon dài trắng tuyết, cả người bao trùm một bộ lân giáp màu trắng, tản ra hơi thở thánh khiết. Không ngờ lại là chủ nhân mệnh cách tử vi tinh, thảo nào có thể hấp thụ nhiều lực tín ngưỡng như vậy. Nhưng đáng tiếc, nếu nhân tộc ra đời chủ nhân đế tinh, chắc chắn sẽ uy hiếp đến các tộc, hôm nay ta đại biểu tộc thiên sứ, tiễn ngươi lên đường. Thiên sứ mười cánh nhìn chằm chằm Diệp Phàm, quanh thân lập lòe chiếc vòng sáng màu trắng ngà, tản ra uy áp khủng bố, hắn ta vươn tay muốn chém chết Diệp Phàm. To gan! Ngươi dám! Sáu vị sư phụ của Diệp Phàm phi lên trên, căm tức nhìn thiên sứ mười cánh kia, tất cả tản ra sát ý mãnh liệt. Dám động tiểu Phàm, tìm chết! Hai mắt của Tu La đỏ đậm, hóa thành sát thần địa ngục, lao về phía đối phương. Chết đi! Trung Vô Diệm và Tiêu Thiên Sách cùng ra tay, Long Ngạo cũng không hề cợt nhả, tức giận ra tay. To gan, các ngươi dám đối đầu với bổn tọa. Thiên sứ mười cánh lạnh lùng quát, hắn ta chuyển hướng tấn công về phía bốn người này. Thiên sứ mười cánh lùi ra sau. Đám nhân tộc đê tiện, có biết thân phận của bổn tọa là gì không? Thiên sứ mười cánh tức giận quát. Còn không phải một con thiên sứ còn con đến từ tộc thiên sứ hay sao? Trung Vô Diệm lạnh lùng nói. Tộc thiên sứ của ta là chủng tộc đứng đầu giới thiên sứ, cũng là một trong những chủng tộc của vạn giới, các ngươi dám đối địch với tộc thiên sứ, muốn chết hả? Thiên sứ mười cánh tức giận gầm lên. Lắm mồm! Tiêu Dao Tử xông lên, mấy người Tu La, Long Ngạo cũng ra tay bắt đầu bao vây tấn công đối phương. Ầm ầm ầm! Dưới đòn tấn công vũ bão này, thiên sứ mười cánh bị đánh chết. Hừ, tộc thiên sứ chó má, cũng chỉ như vậy. Tiêu Thiên Sách khinh thường nói. Đám người này vẫn có chút bản lĩnh, tín đồ của bọn họ trải rộng các giới, tên này nói là tộc thiên sứ, thật ra cũng chỉ là một tín đồ tộc thiên sứ mà thôi. Long Ngạo híp mắt nói. A! À, đột nhiên Diệp Phàm gầm lên, trong cơ thể bộc phát tiếng nổ to, ánh sáng màu tím chói mắt bùng nổ, nhảy vào trong viên tử vi tinh trên hư không kia. Ầm ầm ầm, tử vi tinh chiếu sáng muôn nơi, tỏa sáng toàn thế giới. Lúc này, không chỉ địa cầu tỏa sáng rực rỡ, tử vi bao phủ cả hư không của các thế giới cấp thấp, trung cấp, cao cấp khác. Tử vi tinh thức tỉnh rồi. Vậy là chủ nhân đế tinh cũng ra đời. Các thế giới lớn nổ tung, vô số cao thủ không ngừng chấn động. Trên địa cầu, khi ánh sáng bao phủ toàn bộ thế giới, vô số khí điểm lành ra đời tràn ngập thế giới. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó toàn thế giới phát ra tiếng gầm rú, đất rung núi chuyển, cả tinh cầu đều đang chấn động. Giây tiếp theo, bên trong địa cầu phát ra tiếng nứt gãy, dường như có thứ gì bị đánh vỡ. Lập tức, linh khí thiên địa vô tận tràn ra khắp nơi. Linh khí sống lại. Vài vị sư phụ của Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc nói. Không ngờ tử vi tinh thức tỉnh lại có thể thay đổi toàn bộ địa cầu, làm linh khí sống lại. Long Ngạo kinh ngạc cảm thán. Cùng lúc đó, trong núi Cửu Long, bên trong sơn động, đại sư phụ của Diệp Phàm mở mắt, lẩm bẩm, cuối cùng cũng thức tỉnh. Kết giới bị đánh vỡ, rất nhanh những người đó sẽ nhận ra được, xem ra. Lúc này, linh khí địa cầu sống lại, cả thế giới đều vô cùng khiếp sợ. Dân chúng bình thường đều cảm giác được thiên địa thay đổi, bọn họ hít sâu một hơi, cảm giác cả người như trải qua một lễ tẩy rửa, tố chất thân thể tăng mười mấy lần, thậm chí những người bị bệnh nặng. Sau khi hô hấp mấy lần, chứng bệnh trong cơ thể dần biến mất. Các võ giả, người tu hành khắp nơi vô cùng hưng phấn. Người tu hành trên đảo Bồng Lai và núi Côn Lôn nhìn thấy linh khí sống lại đều vô cùng kích động, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Người tu hành của tiểu thế giới cũng nhận thấy được linh khí trên địa cầu bắt đầu sống lại, bọn họ bắt đầu dọn thế lực tông môn của mình khỏi tiểu thế giới, tiến vào chiếm giữ núi Côn Lôn. Cùng lúc đó, những di dân thượng cổ ẩn giấu ở dưới cũng bắt đầu thức tỉnh. Tóm lại, bây giờ địa cầu bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó, Diệp Phàm, người tạo ra sự biến hóa lớn này cũng xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Với sự thức tỉnh của sao tử vi, trong cơ thể Diệp Phàm có thêm một cỗ lực lượng cường đại,
chính là tử vi đế khí, một lực lượng dành riêng cho chủ nhân của tử vi đế tinh. Tử vi đế khí cực kỳ cường đại, trực tiếp áp chế long khí và lực lượng long tượng trong cơ thể Diệp Phàm. Luồng tử vi đế khí này khiến cơ thể Diệp Phàm lại trải qua một lần tẩy rửa và thay đổi, lực lượng thể chất của hắn lại tăng lên một cấp độ khác. Đồng thời trong đầu Diệp Phàm cũng sinh ra một bộ công pháp, tên là tử vi đế quyết, đây cũng là một công pháp dành riêng cho chủ nhân của tử vi đế tinh. Nhưng thay đổi lớn nhất chính là đan điền của Diệp Phàm, thế mà lại sinh ra viên kim đan thứ hai. Đúng vậy, là viên kim đan thứ hai. Một người tu luyện bình thường suốt đời trong cơ thể chỉ có một viên kim đan, cho dù người tu luyện đó có yêu nghiệt đến đâu cũng vậy, nhưng người tu luyện có đồng thời hai viên kim đan, là điều từ trước đến nay hoàn toàn chưa từng có. Nhưng hôm nay Diệp Phàm lại làm được, trong cơ thể hắn sinh ra viên kim đan thứ hai. Điều này đã khiến Diệp Phàm kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người. Diệp Phàm cẩn thận kiểm tra viên kim đan thứ hai, nó giống hệt như viên kim đan thứ nhất, trên bề mặt có những đường vân huyền bí, đồng thời còn có năng lực chiếm đoạt. Sau đó, Diệp Phàm suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nên không nghĩ nữa. Bây giờ, ngoài việc hắn sinh ra viên kim đan thứ hai, cảnh giới của hắn cũng đã tăng vọt đến kim đan cảnh tầng 9, chỉ còn một bước nữa là có thể tiến vào nguyên anh cảnh. Đương nhiên đây chỉ là cảnh giới bề ngoài, sức chiến đấu thực sự của hắn mạnh hơn cảnh giới này rất nhiều. Tiểu Phàm, chúc mừng con. Lúc này, mấy sư phụ của Diệp Phàm khi nhìn thấy hắn đều lần lượt chúc mừng. Cảm ơn các sư phụ vừa rồi đã ra tay. Diệp Phàm đáp lại với lời cảm ơn. Được rồi, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy. Cổ Tam Thông mỉm cười nói. Linh khí trong thiên địa đã được khôi phục. Diệp Phàm chú ý tới sự biến hóa của thiên địa. Đôi mắt hắn sáng lên. Đúng vậy, con đã làm thức tỉnh sao tử vi, trực tiếp khôi phục linh khí của trái đất, những người tu luyện kia phải lạy con mấy cái mới đúng. Long Ngạo nói đùa. Khôi phục linh khí cũng tốt, bây giờ những dị tộc kia không ngừng xâm lấn, nếu người dân trên trái đất có thể trở thành người tu luyện, bọn họ sẽ có đủ thực lực để tự bảo vệ mình. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Để xóa bỏ hoàn toàn vấn đề này, cách duy nhất là tiêu diệt toàn bộ dị tộc. Hoặc đánh cho bọn chúng sợ hãi, để chúng không bao giờ dám đặt chân lên trái đất nữa. Tu La lạnh lùng hét lên. Sự thật là thế, nhưng... Diệp Phàm vừa mở miệng, Tu La đã nói, ta sẽ đến lãnh thổ của dị tộc một lần. Tứ sư phụ, người muốn đến lãnh thổ của những dị tộc kia. Chuyện này quá nguy hiểm. Sắc mặt của Diệp Phàm thay đổi, vội vàng nói. Ta cũng đi. Tiêu Thiên Sách nói. Đám người Long Ngạo chuẩn bị nói thì Tu La đã nói, đối phó với những dị tộc đó chỉ cần ta và Tiêu Thiên Sách là đủ, các người ở lại đây bảo vệ Tiểu Phàm thật tốt đi. Đúng vậy, bọn họ chỉ là một đám dị tộc, có gì mà phải sợ. Tiêu Thiên Sách hét lên một cách mạnh mẽ với vẻ mặt khinh thường, toát ra khí thế của chiến thần. Tiểu Phàm, để bọn họ đi đi. Cổ Tam Thông bình tĩnh nói. Được, hai vị sư phụ nhất định phải cẩn thận. Diệp Phàm dặn dò Tu La và Tiêu Thiên Sách. Yên tâm đi. Bọn ta còn chưa thấy con kết hôn sinh con, sẽ không chết đâu. Tiêu Thiên Sách vỗ vai Diệp Phàm mỉm cười. Sau đó, tứ sư phụ và lục sư phụ của Diệp Phàm trực tiếp đi đến ngoại vực, thông qua lối đi của ngoại vực để đến thế giới dị tộc. Chuyến đi này của bọn họ, đợi đến khi Diệp Phàm gặp lại bọn họ, đã là chuyện sau đó rất lâu. Đám người Diệp Phàm trở về đế đô, Amaterasu đến trước mặt Diệp Phàm nói. Chủ nhân, tôi cần bế quan để khôi phục lại thực lực. Đi đi. Diệp Phàm nhìn thoáng qua Amaterasu, gật đầu. Bây giờ linh khí đã được khôi phục, đương nhiên Amaterasu muốn khôi phục lại thực lực trước đây, mà đối phương đang bị khống chế. Diệp Phàm cũng không lo lắng đối phương sẽ làm gì hắn sau khi khôi phục thực lực. Ngược lại, khi thực lực của đối phương tăng lên cũng sẽ trợ giúp hắn. Anh Tiểu Phàm, em muốn quay lại Thiên Hải để gặp cha mẹ. Lúc này, Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm nói. Để anh về với em. Diệp Phàm nói thẳng. Hai người bay thẳng đến Thiên Hải, đi đến nhà họ Đường. Diệp Phàm nhìn thoáng qua nhà họ Đường, nói, có khí tức của người tu luyện. Lúc bọn họ bước vào nhà họ Đường, có hai tiếng nổ lớn vang lên bên trong nhà họ Đường, một già một trẻ trực tiếp bước ra ngoài, đó là bà cụ Đường và Đường Phong. Các người đều đã trở thành người tu luyện. Diệp Phàm nhìn bọn họ kinh ngạc nói. Đường Sở Sở đứng bên cạnh cũng kinh ngạc. Thằng nhóc, rốt cuộc mày cũng xuất hiện, hôm nay tao phải trả thù cho cha tao, chặt mày ra thành từng mảnh. Đường Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đằng đằng sát khí hét lên.
Diệp Phàm, trước đây không phải cậu dựa vào công phu của mình mà làm bậy làm bạ sao? Hôm nay, lão bà này muốn xem cậu còn có thể dựa vào cái gì? Bà cụ Đường nhìn Diệp Phàm lạnh lùng hét lên, tản ra một cỗ uy thế đáng sợ. Vừa rồi bà ta và Đường Phong đều đang bế quan tu luyện, cho nên bọn họ không nhìn thấy Diệp Phàm thi triển thần uy, trở thành chúa cứu thế, nếu không bọn họ sẽ không bao giờ dám nói chuyện như vậy. Bà nội, các người bị sao vậy? Còn cha mẹ của cháu đâu? Đường Sở Sở tò mò hỏi. Sở Sở, cha mẹ của cháu đã bị người của Đường tộc bắt đi, xử lý xong thằng nhóc này, bà sẽ đưa cháu đến Đường tộc. Bà cụ Đường nói thẳng. Đường tộc, cả Diệp Phàm và Đường Sở Sở đều nhíu mày. Nhóc, đi chết đi. Đường Phong nhịn không được đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm phẩy tay một cái, cơ thể Đường Phong nổ tung ngay tại chỗ, không còn sót lại một mảnh xương nào. Phong Nhi. Lúc này, đầu tiên bà cụ Đường sửng sốt, sau đó đau lòng hét lên, bà ta nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm với ánh mắt không thể tin được, cậu, tại sao cậu cũng có thể trở thành người tu luyện? Ngay cả các người cũng có thể trở thành người tu luyện, tại sao tôi lại không thể? Diệp Phàm khinh thường nói, hắn lập tức đi tới chỗ bà cụ Đường, túm lấy cổ bà ta, lạnh lùng nói, nếu không phải bà là bà nội của Sở Sở, tôi đã giết bà từ lâu rồi, sao còn để bà ra vẻ ở trước mặt tôi? Tôi không quan tâm bà trở thành người tu luyện như thế nào, nhưng với chút thực lực đó của bà, không khác gì một con kiến trong mắt tôi. Tốt nhất bà nên thành thật, nếu không tôi không ngại tiễn bà lên đường đâu. Diệp Phàm nhìn bà cụ Đường, lạnh lùng hét lên, trực tiếp ném bà ta xuống đất. Bà cụ Đường nằm trên mặt đất, thở hổn hển, nhìn Diệp Phàm với vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng bà ta lại càng oán hận hắn hơn. Tên này đã giết chết đứa con trai và đứa cháu trai duy nhất của bà ta, làm sao bà cụ Đường có thể không hận hắn được? Chỉ là bà ta cố kìm nén không thể hiện ra ngoài mà thôi. Nói cho tôi biết chuyện của Đường tộc là sao? Lúc này, Diệp Phàm nhìn bà cụ Đường lạnh lùng nói. Nửa giờ sau, tại một thung lũng phía tây nam của Long Quốc, xuất hiện một tòa nhà cổ kính. Ngay trước những tòa nhà này có một tấm bia đá khắc chữ Đường như rồng bay phượng múa, toát ra khí thế uy nghiêm. Lúc này, Diệp Phàm cùng Đường Sở Sở đi tới đây, nhìn thấy hai chữ Đường tộc. Đường tộc, Diệp Phàm và Đường Sở Sở bước đến, có người ngăn bọn họ lại, hai người là ai? Tới đây làm gì? Tôi tới tìm cha mẹ. Đường Sở Sở nói, cha mẹ, nơi này không có cha mẹ cô, mau đi đi. Tên đệ tử của Đường tộc lạnh lùng đáp, cút ngay. Diệp Phàm tức giận quát, trên người tản ra uy áp khủng bố đánh bay vị đệ tử kia ra ngoài. Vèo vèo vèo. Lúc này đã làm kinh động tới những người khác, đệ tử của Đường tộc vọt tới bao vây Diệp Phàm và Đường Sở Sở. Các người là ai? Sao dám tới đây gây sự? Một người đàn ông trung niên quát lớn. Diệp Phàm vừa định lên tiếng đã thấy Dương Ngọc Lan vội vàng chạy tới, nói, Sở Sở sao con tới đây? Mọi người đừng hiểu lầm, đây là con gái của tôi cũng là người của Đường tộc. Dương Ngọc Lan vội vàng nói. Con gái của cô. Người đàn ông nhìn lướt qua Đường Sở Sở rồi nhìn Dương Ngọc Lan, bà vội vàng gật đầu. Người trung niên nhìn chằm chằm Đường Sở Sở, chẳng lẽ con bé chính là thiên tài có huyết mạch thất phẩm mà Đại Tế Ti nói sao? Mẹ, mẹ không sao chứ? Cha đâu? Đường Sở Sở nhìn Dương Ngọc Lan nói. Cha con đang bế quan, Sở Sở con chưa biết nhỉ? Thật ra nhà họ Đường chúng ta là một nhánh của gia tộc tu hành giả, giờ bà nội và cha con đều sắp thức tỉnh huyết mạch. Đến lúc đó có thể bay lên trời, chui xuống đất, không gì không làm được. Dương Ngọc Lan hưng phấn nhìn Đường Sở Sở. Quả nhiên Dương Ngọc Lan vẫn chưa biết con mình đã trở thành tu hành giả từ lâu. Bà vui vẻ bước tới rồi lạnh lùng nói với Diệp Phàm, giờ nhà họ Đường chúng tôi đã là gia tộc tu hành. Sau này Sở Sở cũng sẽ như vậy, tuy cậu là thần tướng hộ quốc nhưng cũng chỉ là một tên võ giả nho nhỏ. Hoàn toàn không cùng một thế giới với tu hành giả. Cả đời này cậu cũng không xứng với Sở Sở đâu. Mau rời khỏi Sở Sở đi, đừng làm chậm trễ tương lai của nó. Nghe xong, Diệp Phàm thấy hơi buồn cười, không ngờ sau tất cả hắn vẫn không được mẹ vợ hoan nghênh. Một võ giả bé nhỏ mà cũng dám mơ ước huyết mạch của Đường tộc sao? Lúc này, người đàn ông kia lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Mặc dù lúc trước Diệp Phàm đã đối đầu với cường giả dị tộc, chấn động thế giới nhưng lại chẳng mấy ai thấy được gương mặt của hắn. Vậy nên người Đường tộc có biết chuyện thì cũng không biết người quét sạch đám dị tộc đó lại đang đứng trước mặt mình, nếu biết thì sẽ chẳng dùng thái độ này với hắn. Võ giả bé nhỏ. Diệp Phàm xoa mũi, cười lạnh,
hắn đang định lên tiếng thì một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên, đưa con bé vào đây, đuổi những người không liên quan ra ngoài. Vâng, tộc trưởng. Người đàn ông nghe thế cung kính đáp lại, quay sang nói với Đường Sở Sở, mau đi với ta, tộc trưởng muốn gặp con. Nói xong, người đàn ông liếc nhìn Diệp Phàm, đuổi hắn ra. Lúc này, người Đường tộc bao vây Diệp Phàm, ai ngờ Đường Sở Sở lạnh lùng quát, ai dám động vào anh Tiểu Phàm. Dầm. Trong nháy mắt, khí thế khủng bố bộc phát ra đánh bay toàn bộ đệ tử ra ngoài. Mà người đàn ông sắp đạt tới cảnh giới Nguyên Anh cũng bị hất bay, nôn ra máu, vẻ mặt không thể tin nổi. Xoạt xoạt xoạt. Lúc này, ở bên trong từng bóng người phóng ra, tất cả đều đạt cảnh giới mạnh hơn phân thần. Dẫn đầu là một người đàn ông lạnh lùng, tỏa ra khí thế khủng bố. Thực lực sắp bước vào tầng thứ 9 chỉ thiếu một bước là có thể đột phá động hư cảnh. Tộc trưởng. Lúc này, đệ tử Đường tộc cung kính gọi. Người này là Đường Tiếu tộc trưởng của Đường tộc. Còn chưa thức tỉnh sức mạnh huyết mạch mà đã mạnh như thế này. Xem ra đại tế thì nói đúng, cô chính là thiên tài có thể chấn hưng tộc ta, làm cho Đường tộc trở về thời kỳ đỉnh cao. Ánh mắt Đường Tiếu sáng bừng cười lớn nhìn Đường Sở Sở, ông nhìn qua Diệp Phàm, hắn ta là gì của cô? Tôi là người đàn ông của cô ấy. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Đường Tiếu nhướng mày, nhìn Diệp Phàm, cậu thấy mình xứng với cô ấy sao? Xứng hay không liên quan tới ông chắc? Diệp Phàm không khách sáo nói. To gan, dám nói chuyện với tộc trưởng như thế. Lúc này, một vài vị cường giả hợp đạo cảnh và phân thần cảnh đứng sau lưng Đường Tiếu tức giận. Cô ấy có huyết mạch của Đường tộc, tương lai sẽ là thiên tài tu hành giỏi nhất do Đường tộc bồi dưỡng, thậm chí còn có thể trở thành thiên nhân trong truyền thuyết. Cô ấy và cậu vốn là người của hai thế giới, cậu không xứng. Tất nhiên nếu cậu đồng ý thì tôi có thể nể mặt con bé cho cậu làm giúp việc của Đường tộc. May mắn cũng có thể trở thành một tu hành giả. Đường Tiếu uy nghiêm nhìn Diệp Phàm. Hiện tại Diệp Phàm đã thức tỉnh mệnh cách đế tinh, nếu không chủ động phóng khí lực trong người thì người ngoài không thể nhìn ra. Vì vậy cho dù là Đường Tiếu cũng không nhận ra hắn là một tu hành giả. Giúp việc. Diệp Phàm nghe xong, vẻ mặt suy ngẫm cười lạnh nói. Hắn đường đường là đế tinh mà bị người ta kêu làm giúp việc, chuyện này truyền ra chỉ sợ không ai tin nổi. Làm sao, cậu còn không đồng ý? Đường Tiếu lạnh lùng nói. Tôi thì không sao, chỉ là tôi sợ mấy người không chịu nổi thôi. Diệp Phàm lạnh lùng quát, hắn vận công pháp phóng ra uy lực đè ép toàn bộ. Rầm rầm rầm. Lúc này từng tiếng sấm sét nổ vang trời. Bên trong Đường tộc, toàn bộ bị uy thế của Diệp Phàm đè quỳ xuống, ngay cả đám trưởng lão cũng bị đẩy lùi về sau. Cậu! Ánh mắt Đường Tiếu lộ vẻ không tin được nhìn Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm vận một quyền đánh về phía Đường Tiếu, ông chỉ kinh ngạc rồi thi triển ấn nỗ lực chặn lại một đòn này. Quỳnh! Diệp Phàm bộc phát đế khí ra trực tiếp đánh cho Đường Tiếu bay ra ngoài vừa ngã xuống đất đã nôn ra búng máu. Tuy Đường Tiếu là cường giả tầng 9 của hợp đạo cảnh nhưng khi đối mặt với Diệp Phàm đã thức tỉnh mệnh cách đế tinh thì khoảng cách này không đơn giản chỉ là một cấp bậc. Tộc trưởng! Toàn bộ thấy Đường Tiếu hộc máu bị thương thì kinh sợ hét lớn. Tôi đã nói rồi, Đường tộc mấy người không chịu được đâu. Diệp Phàm khinh thường nói. Xoạt xoạt xoạt! Lúc này, vẻ mặt mọi người thay đổi không ngừng, khiếp sợ nhìn Diệp Phàm. Bọn họ không ngờ thực lực người này khủng bố như thế chỉ dùng một chiêu đã đánh bại tộc trưởng. Đường Tiếu nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt không thể tin nổi. Kết trận! Đường Tiếu hét lớn, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Diệp Phàm, trong ánh mắt đầy tia lửa giận. Ông đường đường là tộc trưởng mà bị hậu bối trẻ tuổi đánh bại, sao có thể chịu được chứ? Sau khi ông ra lệnh, các trưởng lão đều chuẩn bị kết trận đối phó Diệp Phàm, nhưng lúc này một bóng này vọt ra, kêu lên, chờ đã. Bóng hình lao ra là cha của Đường Sở Sở. Hiện tại ông đã là tu hành giả, còn là cảnh giới kim đan. Tộc trưởng bớt giận có thể là hiểu nhầm gì đó rồi, mọi người đều là người một nhà, đừng xúc động. Đường Chính Nhân nói với Đường Tiếu. Cút! Đường Tiếu lạnh lùng quát Đường Chính Nhân, người kia còn định giải thích ai ngờ bị Đường Tiếu tung trưởng hất bay. Vèo vèo! Chỉ bằng thực lực kim đan của Đường Chính Nhân sao có thể ngăn được một chiêu này? Ông nằm gục trên đất nôn ra máu thở hổn hển. Cha! Chồng ơi! Đường Sở Sở và Dương Ngọc Lan vội vàng chạy tới. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh này vẻ mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét nhìn Đường Tiếu, ông chết đi. Rầm! Diệp Phàm tỏa ra sát khí khủng bố, hắn bổ kiếm tu la về phía Đường Tiếu. Vẻ mặt Đường Tiếu lập tức thay đổi,
vội vàng dùng linh khí ngăn lại, kết quả cả người lẫn kiếm bị hất bay đi. Nhưng còn chưa hết, Diệp Phàm rút kiếm vung về phía ông ta, kiếm quang khủng bố xé rách không gian, chém đôi người Đường Tiếu. Tất cả mọi người đều ngây ra. Diệp Phàm bước tới cạnh Đường Chính Nhân bắt đầu dùng châm trị liệu. Được Diệp Phàm cứu chữa, vết thương của ông dần khôi phục. Cậu giết tộc trưởng rồi. Người của Đường tộc nghe lệnh, lập tức kết trận giết hắn. Lúc này, một vị trưởng lão nổi giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm, bọn họ định ra tay, kết quả một ông lão xuất hiện, lạnh lùng nói, đủ rồi. Tham kiến đại tư tế. Lúc này, tất cả mọi người trong Đường tộc đều khom lưng cúi đầu trước một ông lão. Ông lão này chính là đại tư tế của Đường tộc, là người có thực lực mạnh nhất trong Đường tộc và còn có quyền lực hơn cả tộc trưởng. Các người cũng muốn chết sao? Sau khi chữa trị xong cho Đường Chính Nhân, Diệp Phàm lạnh lẽo nhìn đám người Đường tộc. Sắc mặt Đường Sở Sở cũng tối sầm lại, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh đến thấu xương. Thực xin lỗi, lão phu thay mặt Đường tộc xin lỗi mọi người. Những chuyện vừa rồi đều là do tộc trưởng Đường tộc tự ý làm càn, lão phu có một lọ đan dược, có thể chữa trị vết thương cho ông ấy. Đại tư tế xin lỗi rồi lấy ra một lọ đan dược. Không cần. Chúng ta đi thôi, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Xin chờ một chút. Đại tư tế vội vàng nói rồi liếc nhìn Đường Sở Sở, cô gái, lão phu rất lấy làm tiếc vì chuyện vừa rồi, nhưng Đường tộc tuyệt đối không phải là kẻ thù của cô. Cô và cha cô đều mang trong mình dòng máu của Đường tộc. Lão phu hy vọng cô có thể trở về và vực dậy uy thế của Đường tộc chúng ta. Nếu cô bằng lòng, lão phu sẽ lập tức tuyên bố cô là tộc trưởng mới của Đường tộc. Tôi không có hứng thú với vị trí tộc trưởng. Nhưng nếu ông muốn tôi trở về Đường tộc thì hãy để cha của tôi đảm nhận vị trí này. Ánh mắt Đường Sở Sở khẽ lóe lên. Được, từ nay trở đi ông ấy sẽ là tộc trưởng mới của Đường tộc chúng ta. Đại tư tế chỉ vào Đường Chính Nhân rồi tuyên bố, mọi người trong Đường tộc đều vô cùng sửng sốt khi nghe thấy điều này. Đại tư tế, thực lực của ông ta chỉ mới kim đan cảnh, e rằng không thích hợp để làm tộc trưởng. Lúc này, một trưởng lão không nhịn được mà lên tiếng. Bùm! Đại tư tế liền tung một trưởng, giết chết trưởng lão đó rồi lạnh lùng nhìn đám người, ai có ý kiến? Chiêu giết gà dọa khỉ này khiến đám người Đường tộc cực kỳ sợ hãi, không dám phản đối nữa, đều quỳ xuống trước mặt Đường Chính Nhân, tham kiến tộc trưởng đại nhân. Ngay cả đại tư tế cũng quỳ xuống, tham kiến tộc trưởng. Hừ! Lúc này Đường Chính Nhân vô cùng bối rối, ông không ngờ rằng mình sẽ trở thành tộc trưởng của Đường tộc, ông vẫn chưa chuẩn bị tâm lý gì mà. Tôi e rằng, Đường Chính Nhân đang muốn cự tuyệt vị trí tộc trưởng, nhưng Diệp Phàm lại lên tiếng, chú, vị trí tộc trưởng này coi như đền bù cho chú đi. Chú đừng từ chối, hãy nhận đi ạ. Đúng vậy, cha, con tin cha có thể làm được. Đường Sở Sở cổ vũ. Đường Chính Nhân cũng không nói thêm gì nữa, thế là ông đã trở thành tộc trưởng của Đường tộc. Sau đó, Diệp Phàm đã biết một chút về Đường tộc. Hóa ra Đường tộc là một gia tộc tu hành từ thời thượng cổ, hơn nữa địa vị ở thời đó cũng rất cao, là một trong 9 gia tộc lớn, có huyết mạch truyền thừa vô cùng hùng mạnh và đã sinh ra rất nhiều cường giả. Tuy nhiên, khi linh khí cạn kiệt, Đường tộc cũng dần suy tàn, thậm chí sức mạnh huyết mạch của bọn họ cũng ngày càng yếu đi. Cuối cùng, tộc trưởng lúc đó của Đường tộc đã dùng toàn bộ tu vi của mình để phong ấn một phần huyết mạch của Đường tộc, đảm bảo rằng Đường tộc sẽ không bị biến mất sau năm dài tháng rộng. Thời gian cứ thế trôi đi, một vài người trong Đường tộc dần thức tỉnh, nhưng tu vi đều sa sút không ngừng rồi trở thành người bình thường, cuối cùng phải hòa nhập vào xã hội hiện đại, ông nội của Sở Sở chính là một thành viên của Đường tộc. Sau đó toàn bộ người của Đường tộc đều hồi phục, bọn họ cảm nhận được bên ngoài vẫn còn huyết mạch của gia tộc nên đã phái người đi tìm từng người một. Sau khi biết được tình hình của Đường tộc, Diệp Phàm không khỏi thở dài. Hắn không ngờ gia tộc nhà Sở Sở lại có nguồn gốc như vậy. Kế đến Đường Sở Sở dưới sự dẫn dắt của đại tư tế, cũng bắt đầu thức tỉnh huyết mạch. Với thiên phú của mình, một khi thức tỉnh được sức mạnh huyết mạch, thực lực của cô nhất định sẽ vô cùng cường đại. Diệp Phàm cũng tìm được chỗ đứng trong Đường tộc, bây giờ hắn có được rất nhiều công pháp, nên phải chăm chỉ tu luyện. Thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua. Bây giờ trên trái đất linh khí mỗi ngày không ngừng gia tăng. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ trở lại thời kỳ đỉnh cao thời thượng cổ. Toàn bộ thế giới cũng xảy ra những thay đổi lớn, xã hội khoa học hiện đại trước đây bị ảnh hưởng nhiều nhất, bởi vì bây giờ thể chất của con người đang thay đổi và nhiều người đều đã bước vào con đường tu hành. Hơn nữa,
một lượng lớn người của thượng cổ đã hồi phục và bắt đầu xây dựng lại tông môn hoặc gia tộc của mình. Trên trái đất bây giờ, đa số các quốc gia đã không còn tồn tại, chỉ còn lại một vài cường quốc, nhưng bọn họ cũng chiêu mộ rất nhiều tu hành giả để duy trì địa vị của mình. Ở Long Quốc, tu hành giả nở rộ khắp nơi, núi Côn Lôn là nơi hội tụ linh khí của đất trời, vậy nên đã trở thành thánh địa tu luyện đầu tiên ở Long Quốc. Trật tự xã hội cũng bị ảnh hưởng, nhưng có mấy vị sư phụ của Diệp Phàm ở đây, những tu hành giả khác không dám làm loạn. Cho đến một ngày, bùm, trong đường tộc đột nhiên vang lên một tiếng nổ rất lớn. Một luồng sức mạnh huyết mạch bộc phát ra bên ngoài, cuồn cuộn ngất trời, tỏa ra uy thế vô cùng đáng sợ. Lúc này, một bóng người đang lơ lửng trong không trung, người này chính là Đường Sở Sở. Linh khí của trời đất ngay lập tức hội tụ về phía Đường Sở Sở rồi xông vào trong cơ thể cô. Bởi vì linh khí này quá lớn nên đã tạo thành một vòng xoáy linh khí trên đầu Đường Sở Sở. Sức mạnh trong cơ thể Đường Sở Sở đang dâng trào ồ ạt, tản ra uy lực huyết mạch cực đại. Soạt, đại tư tế của Đường tộc đi ra, hưng phấn nhìn Đường Sở Sở, huyết mạch cửu phẩm, không ngờ rằng thế mà lại là huyết mạch cửu phẩm, Đường tộc có hy vọng trở lại thời kỳ hoàng kim rồi. Sức mạnh huyết mạch chia từ nhất phẩm đến cửu phẩm, cấp càng cao thì chứng tỏ thiên phú và tiềm lực của người đó càng mạnh. Cho dù ở thời thượng cổ cũng cực kỳ hiếm thấy huyết mạch cửu phẩm, một khi có người thức tỉnh nhất định sẽ gây chấn động một phương, hơn nữa người đó sẽ chân chính trở thành con cưng của trời. Đường Sở Sở bây giờ đã thức tỉnh huyết mạch cửu phẩm. Bùm! Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên từ không trung. Sau đó không gian bắt đầu vặn vẹo, giống như có ai đó từ bên ngoài xé nát nó vậy, rồi chợt có một cái chân bước ra từ khoảng không. Soạt, soạt, soạt. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn không trung, tất cả đều vô cùng kinh hãi. Một bóng người từ từ xuất hiện. Đó là một chàng trai có lông mày rậm, đôi mắt sáng, khuôn mặt tuấn tú, mặc một trang phục màu tím, đầu ngẩng cao, thẳng lưng, toát ra một khí chất coi thường vạn vật, ngạo ngạo với tất cả chúng sinh. Tất cả mọi người trên trái đất đều cảm nhận được một áp lực vô hình, không khí dường như bị đông cứng lại. Chàng trai liếc nhìn trái đất, khẽ nhíu mày và tự lẩm bẩm, thì ra là thế giới cấp thấp, làm sao Tử Vi đế chủ lại có thể ở đây? Chàng trai liếc mắt nhìn xung quanh, dường như chợt phát hiện ra điều gì, ánh mắt khẽ lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt. Soạt! Ngay sau đó, chàng trai lại xuất hiện trước mặt Đường Sở Sở, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không ngờ ở thế giới cấp thấp như vậy, lại xuất hiện một thiên tài có huyết mạch cửu phẩm, thật là thú vị. Còn khá xinh đẹp. Chàng trai nhìn Đường Sở Sở từ trên xuống dưới, nhẹ giọng nói, đúng lúc bổn thiếu đang thiếu một nha hoàn thiếp thân. Không ngờ lại tìm được sớm như vậy, xem ra chuyến đi này cũng không hề uổng phí. Lúc này Đường Sở Sở đã ngừng hấp thụ linh khí, mở to hai mắt, nhìn chàng trai, hỏi, anh là ai? Cô nương, từ giờ trở đi cô sẽ là nha hoàn thiếp thân của bổn thiếu. Chàng trai nhìn Đường Sở Sở rồi nói thẳng, giọng điệu tràn đầy sự ngạo mạn. Như thể đây là mệnh lệnh, bắt buộc phải tuân theo. Đường Sở Sở nhíu mày, anh đang nói nhảm cái gì? Lúc này, đại tư tế của Đường gia cũng xuất hiện trên không trung, nói với chàng trai, không biết công tử. Cút! Đại tư tế còn chưa kịp nói xong, chàng trai đã vung tay lên, một luồng sức mạnh ngay lập tức đánh bay ông ta. Dầm! Đại tư tế có thực lực đạt tới động hư cảnh rơi thẳng xuống đất, tạo thành một cái hố sâu trong lòng đất, thân thể nằm bẹp trong đó, không ngừng phun ra máu, toàn bộ xương cốt gãy nát, lục phủ ngũ tạng nát vụn, thoi thóp một hơi thở yếu ớt. Soạt! Thấy vậy, sắc mặt Đường Sở Sở tối sầm lại, trực tiếp ra tay, tấn công về phía chàng trai. Tiểu cô nương, mặc dù cô đã thức tỉnh huyết mạch cửu phẩm, nhưng còn lâu mới có thể đánh được bổn thiếu. Chàng trai mỉm cười nói. Bùm! Toàn thân chàng trai trong nháy mắt bộc phát một luồng áp lực cường đại, chấn áp Đường Sở Sở. Dầm! Tuy rằng Đường Sở Sở đã thức tỉnh huyết mạch cửu phẩm, nhưng vẫn không thể ngăn cản được áp lực của chàng trai, vậy nên đã hộc máu ngay tại chỗ. Lúc này Đường Sở Sở phát hiện bản thân mình bị một sức mạnh vô hình giam cầm, không gian xung quanh dường như đông cứng lại, cô không thể nào cử động được. Tiểu cô nương, cô có thể biết bao nhiêu người mơ ước trở thành nha hoàn thiếp thân của bổn thiếu không? Cô nên cảm thấy vinh hạnh khi được bổn thiếu để ý. Chàng trai đi đến trước mặt Đường Sở Sở, cười quyến rũ rồi đưa tay chạm vào mặt cô. Bỏ bàn tay xuống. Vào thời khắc mấu chốt, tiếng quát lạnh lẽo của Diệp Phàm đã vang vọng khắp hư không. Ầm, một luồng khí khủng bố lan tràn,
xông thẳng về phía thanh niên kia, người ra tay chính là Diệp Phàm. Thanh niên thần bí kia liếc nhìn Diệp Phàm, ánh mắt lộ ra sự khinh thường, hắn ta nhẹ nhàng vung tay lên, linh khí trong vòng trăm dặm hội tụ lại, hóa thành một cự trưởng che trời lao xuống Diệp Phàm. Ầm ầm ầm. Một trưởng này va chạm với đòn tấn công của Diệp Phàm, phát ra tiếng nổ động trời. Diệp Phàm liên tục lùi về sau, cự trưởng khổng lồ kia bị nổ nát. Lúc này thanh niên ngạc nhiên nhìn chằm chú vào Diệp Phàm, nói, không ngờ có thể cản được một trưởng này của ta, người có chút bản lĩnh. Anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở lo lắng kêu lên. Thanh niên nhíu mày, liếc nhìn Đường Sở Sở, nhìn Diệp Phàm, thì ra người này là người ngươi thích, thảo nào ngươi không muốn làm thị nữ của ta. Nếu đã vậy ta sẽ giết hắn, như vậy ngươi có thể ngoan ngoãn làm thị nữ của ta. Đường Sở Sở lạnh lùng nói, ngươi dám. Một con kiến cấp thấp, có gì ta không dám giết. Thanh niên này khinh thường nói, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nhãi danh, mày tự sát hay để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lúc này thanh niên nhìn xuống Diệp Phàm giống như một thần linh đang quan sát con kiến. 30 cực long và 50 cực tưởng vọt ra, hình thành thế long tượng khủng bố trên không trung. Lần bế quan này, lực long tượng của Diệp Phàm tăng đến 30 và 50, tổng lực lượng là 350 vạn cân. Hoàng Thiên Cửu Biến. Biến thứ nhất. Diệp Phàm thi triển biến thứ nhất trong Hoàng Thiên Cửu Biến, lực lượng trong cơ thể tăng gấp 9 lần, đạt đến 9.000 vạn cân. Trong cơ thể Diệp Phàm tràn ngập lực lượng cuồng bạo, giống như biển rộng đang rít hào muốn hủy diệt thế giới. Lực lượng gần 100 triệu cân, đủ để kiếp nổ toàn bộ địa cầu. Chết! Diệp Phàm gầm lên, tung ra một quyền. Lực lượng trong thân thể hắn hội tụ lại, sau đó điên cuồng bộc phát. Long tượng quyền xuất hiện, lực lượng một đòn này vượt qua 100 triệu cân, đạt đến trình tự kinh hãi. Một quyền này rút cạn hơn nửa không khí địa cầu, hình thành một quyền hủy diệt. Thanh niên kia nhìn thấy một quyền này, biến sắc, xuất trưởng ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng nổ chấn động toàn địa cầu vang lên, giống như đạn hạt nhân nổ mạnh, phát ra ánh sáng ngập trời, bao phủ toàn thế giới, trời cao bị đục một lỗ to. Thanh niên kia bị đánh lùi ra sau, kêu lên, khóe miệng chảy máu. Thanh niên kia giận dữ, chà lau máu tươi, nặng nề nói, con kiến, bổn tọa đã coi thường ngươi. Ngươi là người đầu tiên làm ta bị thương. Rất tốt, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta. Thanh niên gằn từng câu từng chữ. Hơi thở trên người điên cuồng tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng của thanh niên đã đạt đến một trình tự cực kỳ khủng bố, lấy hắn ta làm trung tâm, một lĩnh vực vô hình khuếch tán, bao phủ không gian trong 10 dặm. Lĩnh vực này trực tiếp phong tỏa toàn bộ không gian, Diệp Phàm bị nhốt ở trong, cảm nhận được một sự áp bách khủng bố, nhíu mày, lạnh nhạt nói, lĩnh vực cảnh. Trên hợp đạo cảnh là động hư cảnh, trên động hư cảnh là lĩnh vực cảnh, đạt đến trình tự này có thể hiểu được lĩnh vực. Một khi mở ra lĩnh vực thì có thể phong tỏa không gian xung quanh, hình thành lĩnh vực của riêng mình, nếu kẻ địch ở trong lĩnh vực của bản thân sẽ bị áp chế, ngược lại thực lực của bản thân sẽ tăng vọt. Đây là sự khủng bố của cao thủ lĩnh vực cảnh, lĩnh vực chỉ cần mở thì có thể trấn áp kẻ địch. Trừ khi người kia lĩnh ngộ lĩnh vực cường đại hơn, hoặc có đủ lực lượng phá vỡ lĩnh vực của đối phương, nếu không một khi rơi vào trong lĩnh vực của đối thủ thì chắc chắn phải chết. Lúc này, bên trong lĩnh vực thực lực của thanh niên phóng đại vô hạn, Diệp Phàm bị lĩnh vực trấn áp, không chỉ không cảm nhận được linh khí bên ngoài, ngay cả lực lượng của bản thân cũng bị áp chế. Vài vị sư phụ của Diệp Phàm xuất hiện bên ngoài lĩnh vực, bọn họ nhìn thấy cảnh này, nhíu mày. Lại thêm một thiên kiêu đến từ thế giới khác, hơn nữa nhìn qua có thể cấp bậc thế giới kia không thấp. Long Ngạo nói, còn không nhanh ra tay. Trung Vô Diệm kêu lên, không vội, coi như là một lần rèn luyện. Để Tiểu Phàm cảm nhận trước thực lực của thiên kiêu thế giới tu hành khác. Cổ Tam Thông bình tĩnh nói. Bên trong lĩnh vực, thanh niên kia thuấn di xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, đánh một quyền về phía hắn, Diệp Phàm vung tay cản lại, lại bị đánh lùi về sau. Hiện giờ thực lực của thanh niên không hề thua kém Diệp Phàm, bản thân Diệp Phàm bị lĩnh vực này áp chế, lực lượng không bằng vừa rồi. Ầm ầm ầm. Tiếp theo, thanh niên này điên cuồng tấn công Diệp Phàm, hắn ta chưa thi triển đại chiêu giết chết Diệp Phàm. Mà coi như đây là một món đồ chơi, chuẩn bị lăng ngược chơi đùa rồi mới giết. Đối mặt với đòn tấn công vũ bão của thanh niên này, Diệp Phàm đều ngăn cản được, cho dù không ngăn cản được, nhưng dựa vào thân thể cường hãn và nhân đạo hộ giáp, thân thể hắn vẫn không bị thương tổn gì. Một tiếng nổ lớn vang lên, Diệp Phàm thở hồng hộc lùi về sau.
Thanh niên kia lạnh nhạt nói, không ngờ thân thể ngươi lại cứng như vậy. Ngươi chỉ có chút lực này thôi sao? Diệp Phàm châm chọc nói. Những lời này của hắn lại chọc giận thanh niên kia, hơi thở trên người hắn ta càng thêm khủng bố. Con kiến ti tiện, chết đi. Lần này thanh niên trực tiếp thi triển thuật pháp vô thượng, quát, phá thiên ấn. Ầm ầm ầm. Đòn sát chiêu khủng bố này lao về phía Diệp Phàm với thế không thể đỡ. Thăng Long phá. Diệp Phàm gầm lên, thi triển tuyệt kỹ của Ngự Long Quyết, bộc phát toàn bộ lực lượng, thậm chí hắn còn thúc giục cả lực lượng tử vi đế khí, trên người lóe sáng, hóa thành cự long màu vàng bay ra ngoài. Gào. Một tiếng rồng ngâm vang lên, bên trong lĩnh vực, ánh sáng bắn ra bốn phía, cực long màu vàng dài mấy ngàn trượng phá không chui ra, va chạm với ấn khổng lồ kia. Ầm. Sấm sét liên miên, vô số luồng sóng to gió lớn lan tràn, đánh sâu vào lĩnh vực. Cuối cùng lĩnh vực bị phá hủy. Diệp Phàm bay ra ngoài, hộc máu, bị thương nặng, thanh niên kia lại lần nữa chảy máu, sắc mặt đen như mực, trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Chết! Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn ta, uy thế khủng bố. Kiếm này là một thanh linh khí cực phẩm, uy lực cực mạnh. Linh khí chia thành 4 cấp bậc, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cấp bậc càng cao uy lực càng mạnh. Linh khí cực phẩm không phải người bình thường có thể có được, uy lực của nó còn khủng bố hơn cả một cao thủ lĩnh vực cảnh. Thanh niên kia thao tác linh kiếm cực phẩm bay về phía Diệp Phàm, chém xuống, một kiếm này xé rách trời cao, kiếm khí vô tận lan tràn, phát ra tiếng gầm gừ giống như hung thú viễn vổ thức tỉnh, muốn phá hủy Diệp Phàm. Lúc này đám người Trung Vô Diệp, Đường Sở Sở và nữ hoàng Băng Tuyết đều biến sắc, trong lòng vô cùng lo lắng, muốn ra tay nhưng lại bị Cổ Tam Thông và Tiêu Dao Tử chặn. Yên tâm, Tiểu Phàm sẽ không dễ dàng thua. Cổ Tam Thông bình tĩnh nói. Thiên đạo ấn. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm thao tác thiên đạo ấn đánh ra ngoài. Ầm ầm ầm. Thiên đạo ấn mang theo thiên uy vô thượng, giống như pháp tắc thiên đạo buông xuống chặn lại một kiếm kia, thậm chí thanh linh kiếm cực phẩm của đối phương còn bị nứt vỡ, bay ra ngoài. Phụt. Thanh niên kia bay ra hơn 100 mét, hộc máu, sắc mặt tái nhợt, hơi thở hỗn loạn. Con kiến đáng chết, ta muốn giết ngươi. Thức tỉnh huyết mạch. Thiên lôi thể. Thanh niên này bộc phát lực huyết mạch, đây là huyết mạch cấp 8, kém của Đường Sở Sở một cấp, nhưng hắn ta còn có được một thể chất cường đại nhất thiên lôi thể. Quanh người thanh niên lập lòe vô số tia sét màu tím, cả người bị bao phủ trong lôi đình, giống như một lôi thần giáng thế, tản ra uy thế hủy diệt. Phụt. Diệp Phàm vung tay lên bắn một giọt máu vào miệng đại sư phụ để ông nuốt xuống. Sau đó, Diệp Phàm liên tục trích máu cho đại sư phụ, hắn làm như vậy là vì sau khi hắn có được tử vi đế quyết đã biết được tử vi đế tinh đứng đầu trong mệnh cách. Một khi thức tỉnh đế tinh mệnh cách có thể tự rút máu chữa thương cho người khác. Chính vì vậy, Diệp Phàm mới trích máu cho đại sư phụ, hy vọng có thể cứu đối phương. Mà sau khi nuốt máu của Diệp Phàm, sinh mệnh của sư phụ đã dần dần ổn định nhưng vẫn không tỉnh lại. Diệp Phàm tiếp tục rút máu nhưng máu mỗi người có hạn mà còn liên quan tới tinh thần của người gió. Một khi mất máu quá nhiều sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể, thực lực không chỉ giảm xuống mà còn ảnh hưởng tới tuổi thọ thậm chí có thể chết. Diệp Phàm đã rút gần nửa chỗ máu nên cả người hắn trở nên tiêu tụy vô cùng, sức khỏe sụt giảm giống như một cây đại thụ bị người đào rỗng dần dần héo úa. Rất nhanh, trên đầu Diệp Phàm lộ ra sợi tóc bạc, cả người già nua thậm chí nó đang lan ra rất nhanh. Nhưng Diệp Phàm vẫn không ngừng lại, không hề do dự rút máu cho đại sư phụ. Vì đại sư phụ, Diệp Phàm có thể hiến dâng cả sinh mệnh của mình. Trong lòng hắn, đại sư phụ là người quan trọng nhất ngoài bố mẹ mình, năm đó nếu không có đại sư phụ đưa hắn tới núi Cửu Long chỉ sợ hắn đã chết rồi cũng sẽ không có Diệp Phàm của ngày hôm nay. Đại sư phụ có ân với hắn nên hắn dùng chính mạng của mình đền đáp lại. Nhưng sau khi Diệp Phàm rút gần hết máu, đại sư phụ cuối cùng cũng tỉnh lại. Đại sư phụ. Diệp Phàm thấy đại sư phụ mở mắt liền kích động kêu lên. Tiểu Phàm. Chỉ Giao mở mắt nhìn Diệp Phàm chợt sửng sốt, bà thấy dáng vẻ đối phương lúc này vội vàng đứng dậy. Tiểu Phàm, con làm sao thế? Lúc này, Diệp Phàm tóc xám trắng vẻ mặt tang thương cả người già đi trông thấy, có vẻ cực kỳ tiêu tụy hoàn toàn không giống một thiếu niên trẻ trung mà thực lực của hắn còn tụt về dưới cả cảnh giới kim đan. Đại sư phụ, con không sao. Diệp Phàm lắc đầu. Chỉ Giao cầm tay hắn vẻ mặt biến đổi, mở miệng nói, sao máu còn ít như vậy? Con rút máu mình cho ta sao? Chỉ Giao nhìn chằm chằm Diệp Phàm lộ ra vẻ phức tạp.
Đại sư phụ chỉ cần người không sao thì chút máu ấy có là gì đâu, sau này bồi bổ là được. Diệp Phàm tùy tiện nói. Lúc này, trong lòng Chỉ Giao run rẩy, cảm giác run rẩy từ sâu bên trong. Bà đau lòng nhìn Diệp Phàm, nói, xin lỗi, là do sư phụ không bảo vệ được con, ngược lại còn khiến con trả giá lớn như vậy. Đại sư phụ, người vì con làm quá nhiều việc rồi, lần này coi như con báo đáp người. Diệp Phàm mỉm cười nhẹ nhàng nói. Con đó, sao ngốc như thế? Chỉ Giao nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xám trắng của Diệp Phàm, trong mắt lộ vẻ trìu mến. Nếu như để kẻ thù thấy Chỉ Giao như thế này, chắc chắn sẽ sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Một nữ đế Chỉ Giao từng quyết đoán, lạnh lùng vô tình, cao cao tại thượng mà lại bộc lộ ra vẻ mặt kia với người khác. Hơn nữa còn thân cận với một người đàn ông như vậy, quả thật là khó có thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng trước đây có vô số người tài giỏi, kể cả những vị vua tài trí kiệt xuất đều yêu nữ đế Chỉ Giao nhưng đều bị bà đánh gần chết. Vì vậy không có người đàn ông nào có thể tiếp cận nữ đế Chỉ Giao, càng đừng nói là ở gần Chỉ Giao như vậy. Con mau nuốt đi. Chỉ Giao lấy ra một đống dược liệu đưa cho Diệp Phàm. Sau khi Diệp Phàm nuốt hết đống dược liệu đó, lượng máu thiếu hụt trong cơ thể đã bổ sung được một chút. Nhưng vì mất máu quá nhiều nên chỉ một chút dược liệu như vậy khó có thể khôi phục hoàn toàn, nhưng cơ thể hắn đã chẳng còn gì đáng ngại nữa. Nhưng vì ảnh hưởng do mất máu nên tuổi thọ và sức mạnh của hắn bị suy giảm, còn lại vẫn bình thường. Diệp Phàm và Chỉ Giao rời khỏi sơn động. Giờ bên ngoài đã tối đen, vầng trăng đang treo lơ lửng trên bầu trời đêm chiếu sáng khắp nơi. Về Sở Sở và bốn vị sư phụ bị thương nghiêm trọng nên giờ vẫn đang bế quan. Diệp Phàm và Chỉ Giao ra ngoài sơn động cùng lặng ngắm vầng trăng. Đại sư phụ, đã lâu chúng ta không ngắm trăng với nhau rồi. Diệp Phàm nói. Ừ. Chỉ Giao gật đầu, im lặng một hồi, nhìn Diệp Phàm, con không có gì muốn hỏi sao? Đại sư phụ muốn nói sẽ nói thôi. Nếu không chắc có nguyên do cả. Diệp Phàm thản nhiên nói. Thằng nhóc này thật biết nịnh nọt. Chỉ Giao khinh thường nhìn Diệp Phàm, gương mặt xinh đẹp như vậy cùng vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng giờ đây liếc mắt khinh thường lại trông giống vẻ mị hoặc khiến người khác tim đập thình thịch không kiềm chế nổi. Định lực của Diệp Phàm khá tốt nhưng giờ đây cũng mê mẩn ngơ ngác nhìn đại sư phụ. Mà Chỉ Giao bị Diệp Phàm nhìn chăm chú thì thay đổi sắc mặt, trách mắng, nhìn gì đấy. Chỉ Giao vừa nói đã khiến Diệp Phàm bừng tỉnh, nói, xin lỗi đại sư phụ, người đẹp quá, vừa rồi con nhìn tới ngơ ngẩn. Nhóc con xuống núi một chuyến mà miệng lưỡi ngày càng trơn tru nhỉ, có phải con dùng vẻ mặt này hấp dẫn rất nhiều cô gái không? Chỉ Giao nói, hả? Diệp Phàm ấm ức nói, đại sư phụ, ở trong mắt người con là người như vậy sao? Người làm con tổn thương quá. Được, không nói chuyện này nữa. Tiểu Phàm, ta nói với con một việc con phải nhớ kỹ. Chỉ Giao đứng dậy nhìn Diệp Phàm. Đại sư phụ, người nói đi. Diệp Phàm cũng đứng nghiêm trang nhìn Chỉ Giao. Tiểu Phàm, con luôn tò mò ta đến từ đâu nhỉ? Thật ra ta không phải người trái đất mà là từ chư thiên vạn giới. Năm đó xảy ra một cuộc đại chiến, ta bị thương nặng nên đã trốn tới đây. Lúc trước ta nhìn thấy con là lúc ta mới tới trái đất đụng phải con. Thấy mệnh của con đặc biệt đã đưa tới núi Cửu Long, đồng thời tìm mấy vị sư phụ cùng nhau nuôi lớn. Sau đó ta đã thiết lập kết giới ở trái đất che giấu thế giới đó. Vì đề phòng có người tìm ra, đã luôn ở trong núi Cửu Long chữa thương. Chẳng qua thương thế của ta quá nặng mà trái đất linh khí cạn kiệt, bị thiếu các dược liệu chữa thương. Nên vết thương của ta vẫn chưa khỏi hẳn mà ngày càng nghiêm trọng. Chỉ Giao nói hết. Diệp Phàm nghe xong ánh mắt lấp lánh, hắn không ngờ đại sư phụ lại tới từ đó, thảo nào thần bí như vậy. Nhưng đại sư phụ vẫn đang bị thương, Diệp Phàm lại chẳng hay biết gì. Điều này khiến hắn tự trách bản thân. Đại sư phụ, nếu người đã thiết lập kết giới, sao đám người kia vẫn tìm được người? Diệp Phàm tò mò nói. Lúc trước con thức tỉnh mệnh cách đế tinh đã khiến cho linh khí trái đất sống lại, làm vỡ kết giới ban đầu. Chỉ Giao bình thản nói. Uỳnh. Lúc này Diệp Phàm biến sắc nói, nếu vậy là vì con nên đám người đó mới tới. Con đừng nghĩ nhiều, dù không có con thì kết giới kia cũng không trụ được lâu. Chỉ Giao giải thích. Nhưng dù thế nào cũng vì con mà đám người đó mới tìm được đại sư phụ, còn làm người bị thương. Diệp Phàm áy náy nói, hắn có thể thấy được lúc trước đại sư phụ vì muốn bảo vệ hắn mà cưỡng ép tăng thực lực đuổi đám người đó đi. Nên mới càng thương nặng càng nghiêm trọng hơn. Lúc này, Diệp Phàm đột nhiên thấy mình thật sự rất vô dụng, không chỉ không bảo vệ được người bên cạnh mình mà còn làm liên lụy tới người thân. Tiểu Phàm,
con đừng nghĩ nhiều, đó đều là do số cả. Chỉ giao nói, Diệp Phàm thở dài, đại sư phụ con thật sự vô dụng, con làm người mất mặt rồi. Tiểu Phàm, giờ con đã thức tỉnh tử vi tinh có được mệnh cách đế tinh, con giỏi hơn bất kỳ ai. Ta tin không bao lâu sau con có thể mạnh hơn đám đó. Chỉ giao tự tin nhìn Diệp Phàm. Thật sao? Trong mắt Diệp Phàm lấp lánh ánh sáng nhìn Chỉ Giao, bà nói, sao? Con không tin sư phụ. Con tin, đại sư phụ. Diệp Phàm vội nói. Nhưng mà Tiểu Phàm, sư phụ phải đi rồi. Chỉ Giao đột nhiên nói. Sao, đại sư phụ người phải đi rồi? Diệp Phàm nhìn đại sư phụ, người định tới đó. Giờ đám người đó đã phát hiện sư phụ còn sống, nếu ta còn ở đây thì không chỉ khiến con gặp nguy hiểm mà trái đất cũng khó giữ nổi. Hơn nữa tuy con đã dùng máu mình trị thương cho ta nhưng vẫn chưa chữa hết được. Nếu muốn chữa khỏi thì không thể ở lại đây nên ta phải đi. Chỉ Giao nhìn Diệp Phàm. Đại sư phụ, người đi như thế lỡ gặp phải đám người đó. Diệp Phàm lo lắng nói. Yên tâm, sư phụ con không dễ chết tới vậy, bọn họ muốn giết ta còn xa lắm. Khí thế Chỉ Giao bỗng trở nên lạnh lẽo tràn đầy uy thế miệt thị chúng sinh. Đại sư phụ, người yên tâm. Con nhất định sẽ mạnh hơn, tới lúc đó sẽ báo thù giúp người, sẽ giết sạch đám người làm tổn thương người. Diệp Phàm nói. Chỉ Giao mỉm cười nhìn Diệp Phàm. Nụ cười này giống y trăm hoa đua nở khiến người khác trầm luân khó có thể kiềm chế. Trong nháy mắt, ngày mới lại tới. Trên núi Cửu Long, Diệp Phàm đột nhiên chạy tới gọi, đại sư phụ. Anh Tiểu Phàm, đại sư phụ đã đi rồi. Đường Sở Sở chạy lại nói. Đi rồi. Vẻ mặt Diệp Phàm thay đổi, hắn không ngờ đại sư phụ đi nhanh như vậy, đến cả chào tạm biệt cũng không nói. Đại sư phụ sợ anh luyến tiếc nên đi trước rồi. Đường Sở Sở nói. Đại sư phụ. Diệp Phàm hơi mất mát. Lúc trước tuy hắn xuống núi nhưng hắn có thể gặp đại sư phụ bất kỳ lúc nào, giờ đại sư phụ đi ai biết khi nào mới có thể gặp lại. Bốn vị sư phụ thế nào rồi? Diệp Phàm trấn tĩnh bản thân, hỏi Đường Sở Sở. Trước khi đại sư phụ đi không biết đã dẫn bốn vị sư phụ đi đâu rồi, em cũng không biết. Đường Sở Sở lắc đầu. Uinh uinh uinh. Đúng lúc này, trên trời truyền từng tiếng gầm rú, một không gian hiện ra, sau đó một ánh hào quang rọi xuống. Giữa không trung lộ ra một con thuyền và phi hành khí chiến hạm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc này, ba bóng hình lộ ra cùng với phi hành khí, một trong số đó chính là vị thanh niên thần bí muốn nhận Đường Sở Sở làm thị nữ bên người. Lúc này bên cạnh thanh niên kia còn có hai người khác. Thanh niên đứng giữa trời liếc mắt nhìn thấy Diệp Phàm liền âm trầm. Trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, anh ta bước từng bước vào núi Cửu Long, hai người còn lại theo sau. Nhóc con, chúng ta lại gặp rồi. Thanh niên lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, quanh người còn tràn đầy khí thế khủng bố. Mà khí thế hiện giờ của anh ta còn kinh khủng hơn trước. Quan trọng là hai người sau anh ta khiến Diệp Phàm cảm giác tim đập mãnh liệt. Lại là mày, lần trước để mày thoát chết một lần mà giờ còn dám tới nữa. Diệp Phàm thấy thanh niên này liền quát. Súc sinh, hôm nay tao sẽ khiến mày chết. Thanh niên tức giận hét lên. Chỉ bằng mày. Diệp Phàm khinh thường. Dầm. Uỳnh. Lúc này, hai lão giả nhìn chằm chằm Diệp Phàm, uy lực trực tiếp bộc phát đè ép hắn. Trong không trung truyền tới từng tiếng sấm sét. Không gian xung quanh Diệp Phàm nhanh chóng trở nên vặn vẹo không chịu nổi sự đè ép khủng bố như thế. Xì xì. Diệp Phàm bị đè ép quỳ trên đất, sắc mặt nhăn nhó, khóe miệng tràn ra máu tươi. Anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở kêu lên, mà thanh niên kia vung tay lên phóng ra linh lực trói Đường Sở Sở lại. Nhóc con, trước đây mày làm tao chịu nhục thì nay tao sẽ để mày nếm thử. Thanh niên kia cười lạnh nhìn Diệp Phàm. Anh ta bước tới bên Đường Sở Sở nâng cằm cô lên, cười âm hiểm, dáng vẻ cũng xinh đẹp thật khiến người ta rung động. Thả Sở Sở ra. Diệp Phàm tức giận quát. Nhãi con, mày rất để ý con nhóc này nhỉ, vậy hôm nay tao sẽ khiến mày thấy tao chinh phục người đàn bà này thế nào. Thanh niên nói xong liền xé quần áo của Đường Sở Sở. Súc sinh. Lúc này, Diệp Phàm đỏ ngầu mắt hét lớn. Ha ha, tức giận đi, đau lòng nhỉ. Hôm nay tao sẽ cho mày thấy người đàn bà của mình bị chơi thế nào. Thanh niên kia cười lớn. Diệp Phàm nhăn nhó mặt mày, đỏ ngầu mắt, cả người tỏa ra sát khí nồng đậm đang không ngừng giãy giụa nhưng có hai lão giả trấn áp hắn. Vợ ơi, anh tới đây. Gã thanh niên cười rồi lao tới Đường Sở Sở. Đã kịp chuyện chữ.
Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.